Tiếp theo ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ để các bạn có thể làm quen và sử dụng ngay được cái phần mềm Photoshop phiên bản 2024 các bạn nhé. Thế thì đây sẽ là một cái video khá là dài với rất nhiều các cái kiến thức quan trọng. Vì vậy các bạn cố gắng xem giúp mình từ đầu đến cuối video nhé. Thế thì trong bài một này các bạn sẽ được tìm hiểu về cái giao diện khởi động nhé. Giao diện khởi động của phần mềm Photoshop. Tuy nhiên là trước khi vào bài 1 thì sẽ có hai cái lưu ý dành cho các bạn là gì? Thứ nhất là với các bạn chưa cài hoặc chưa có phần mềm Photoshop thì các bạn sẽ truy cập cho mình tới cái địa chỉ website là vũ xuân cường com sau đó các bạn kéo xuống một chút này nó sẽ có một cái phần là gì đây tham gia nhóm học phần mềm trên facebook các bạn sẽ bấm vào đó sau đó các bạn xin tham gia cái nhóm này và các bạn sẽ gì đây có thể đăng bài để hỗ trợ trong cái việc cài đặt các phần mềm nhé tư vấn cài đặt phần mềm phù hợp với cấu hình của các bạn đó sẽ là cái lưu ý thứ nhất này lưu ý thứ hai là gì lưu ý thứ hai là mình sẽ hướng dẫn ở trên cái phiên bản mới nhất 2024 tuy nhiên là các bạn vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được các kiến thức này với các phiên bản thấp hơn như là 2023, 22, 21, 20, 19 các bạn đều có thể áp dụng cái kiến thức này để các bạn có thể làm quen và các bạn sử dụng ngay được cái phần mềm Photoshop nhé rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính của bài số 1 này là tìm hiểu về giao diện khởi động của phần mềm Photoshop thì bây giờ mình đã có rồi mình sẽ mở nó ở ngoài màn hình lên biểu tượng của phần mềm Photoshop trong các năm gần đây ấy, nó sẽ là biểu tượng chữ PS như vậy đó thì các bạn sẽ mở lên nhá và giao diện của phiên bản 24 ấy thì nó sẽ hình hổ và các con vẹt này thì đây sẽ là giao diện khởi động nhá mình nhắc lại này đây là giao diện khởi động của phần mềm Photoshop Bất kỳ các bạn đang dùng phiên bản nào Từ 2019 trở lên Nó sẽ đều có cho các bạn một cái giao diện Giống hoặc 90% Nó sẽ như vậy Thì ở trong cái này thì các bạn sẽ cần quan tâm giúp mình Các cái nút nào Hay các cái khu vực nào Thì sẽ có 3 phần mà các bạn cần phải quan tâm Thứ nhất là nút New File Thứ hai là Open Và cái thứ ba là khu vực Recon Đây sẽ có 3 phần này New File Open và Recon Các bạn chỉ cần quan tâm giúp mình tới ba phần này thôi. Còn các cái nút ở bên trên thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm nhé. Thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn từng phần một. Thứ nhất là New File là gì? New File là nơi để giúp các bạn tạo ra được một cái file mới. New File là tạo file mới. Khi các bạn bấm vào cái nút này thì điều gì xảy ra? Mình bấm này, bấm lên một cái. Nó lên cho các bạn một cái bảng để giúp các bạn tạo ra các cái thông số về chiều ngang, chiều rộng, đơn vị của bức ảnh này, độ phân giải, vân vân. Các cái này các bạn sẽ tìm vào sau. Các bạn chỉ cần biết trong màn này là gì đấy? New file là giúp các bạn tạo ra một cái file thiết kế mới. Ngoài ra nó sẽ có nút nữa là nút gì đấy? Open ở bên dưới. Open ở bên dưới là giúp các bạn có thể mở ra các cái bức ảnh đi, các bức ảnh có sẵn trên máy tính cho các bạn dễ hiểu mở ra các cái bức ảnh có sẵn trên máy tính ví dụ như các bạn chụp từ điện thoại hoặc chụp từ máy ảnh sau đó các bạn copy vào máy tính bây giờ các bạn muốn mở cái bức ảnh nó ra thì các bạn sẽ bấm vào open này lập tức nó lên cho các bạn một cái cửa sổ để giúp các bạn có thể dẫn tới nơi mà các bạn đang lưu các bức ảnh của các bạn ví dụ các bạn lưu vào màn hình này đó các bạn chọn vào cái nơi mà các bạn đang lưu thì các bạn thấy chúng ta sẽ có được các cái bức ảnh như vậy thì nó sẽ mở ra cho các bạn ở trong cái photoshop nhá đó là cái công dụng của nút gì đấy Đó là công dụng của cái nút có tên là Open Đây Open này là mở ra các bức ảnh có sẵn trên máy tính Và một cái phần cuối cùng là gì Là Recon Chính là nơi để gì nó hiển thị Các cái file Hay các cái bức ảnh Mà các bạn mở gần đây nhất Gần đây nhất Thì đây Nó chính là khu vực ở giữa này này Đó Các bạn thấy này Bức ảnh này mình vừa mở này Thì nó hiện ở đây đúng không một giây trước này một giờ trước 5 giờ trước 5 giờ trước 6 giờ, giờ trước tức là các cái thang thiết kế của các bạn mà các bạn cứ mở gần đây thì nó sẽ hiển thị ở trong cái khu vực Recon này cho các bạn này trong này thì nó sẽ cho các bạn một số cái kiểu hiển thị đấy ví dụ nhá các bạn thấy nó đang hiển thị khá là to các hình đúng không nhưng mà khi các bạn chuyển về bên này này thì nó lại hiển thị nhỏ hơn này đó đây là hai chiến đấu hiển thị nhá thì các bạn nên chọn giúp mình vào cái ô vuông này để cho các bạn nhìn rõ được các cái bức ảnh mà các bạn vừa mở nó có nội dung là gì. Còn đây thì các bạn sẽ nhìn bé hơn. Đó thì chọn cái này nhá. Đây ô vuông. Thế thì khi các bạn mới tiếp xúc ấy thì các bạn thấy các cái này các bạn không thích đúng không? Các bạn thấy khó chịu. Nhưng mà về sau các bạn dùng nhiều thì các bạn thấy cái phần riêng này là phần cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho các bạn có thể truy cập nhanh tới các cái file mà các bạn gì đấy vừa làm. Còn các bạn mới dùng thì các bạn luôn tìm cách để các bạn xóa các cái này đi thì để xóa nó cũng sẽ có cái đơn giản thôi các bạn chỉ việc vào file này bây giờ mình chỉ cho các bạn xóa các cái này đi nhé vào file này các bạn chọn open Recon đó và các bạn chọn là gì đấy cái cuối cùng này career Recon file list là nó sẽ xóa đi cho các bạn toàn bộ được cái giao diện hay là các cái file mà các bạn đã mở gần đây thế thì các bạn lưu ý nhé khi các bạn xóa như vậy thì có nghĩa là các bạn chỉ xóa các cái file đó ở trên phần mềm photoshop thôi còn các cái file gốc của các bạn mà các bạn lưu trên máy tính nó vẫn sẽ còn nguyên si nhá. Ví dụ các bạn đang lưu ảnh ở trong của D thì các cái ảnh đó của các bạn vẫn đang còn nguyên si, nó chỉ xóa cho các bạn ở trên phần mềm Photoshop thôi. Đó là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được nhá, chứ nó không làm xóa đi file gốc của các bạn đâu. Thì đây sẽ là giao diện trống này. Đó, khi các bạn mới cài Photoshop nhá, các bạn chưa mở file nào thì nó lên cho các bạn giao diện như vậy. Thì ở đây các bạn cũng sẽ chỉ cần quan tâm tới hai nút thôi, new file là để tạo thiết kế mới và open là để mở ra một cái bức ảnh ở trong máy tính của các bạn các bạn cứ hiểu nôm na dung mình như vậy đã còn khi các bạn đã mở ra rồi này khi các bạn đã mở một bức ảnh bất kỳ rồi và sau đó các bạn tắt bỏ đi này thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn ở trong phần recon tương tự này mình mở ảnh khác này mình tắt đi này nó lại qua đây và để xóa toàn bộ cái này thì các bạn vào file các bạn chọn open recon và các bạn xóa cho mình trong phần career nhá là xóa đó thì đây sẽ là giao diện khởi động của phần mềm Photoshop Các bạn nhớ nhé Bài 1 là tìm hiểu về giao diện khởi động Ngoài giao diện khởi động ra thì nó sẽ có một giao diện nữa Là giao diện làm việc Thì ở trong bài số 2 các bạn sẽ được tìm hiểu với cái diện này Còn bài này các bạn nhớ là chúng ta sẽ có giao diện khởi động của phần mềm Photoshop Với ba cái chức năng chính là New File, Open và Recon nhá đó thì đó sẽ là kiến thức nhanh mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 1 này Ở trong bài số 1 thì các bạn đã được tìm hiểu về giao diện khởi động của phần mềm Photoshop rồi Tiếp theo trong bài số 2 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu tiếp về cái giao diện nữa Quan trọng hơn đó là giao diện làm việc của phần mềm Photoshop 2024 các bạn nhé Rồi à, Đây sẽ là cái giao diện gì nhỉ Đây là khởi động các bạn nhé Các bạn nhớ là sẽ có 3 phần này New File, Open và Recon riêng phần Recon nó sẽ có hai kiểu hiển thị thì các bạn chọn cái nào cũng được nhá. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên là phần ô vuông. Rồi, thì, thì bây giờ để truy cập vào được cái giao diện làm việc thì các bạn sẽ bấm giúp mình vào nút new file. Bấm new file. Sau đó các bạn sẽ không cần phải quan tâm gì cả. Cái này các bạn học sau. Các bạn bấm luôn giúp mình vào chữ create này. Bấm create. Đó, thì lập tức nhá, nó tạo ra cho các bạn một cái file trắng có thể là hình vuông, có thể là chữ nhật thì cái đó các bạn cũng sẽ tìm hiểu sau. thì đây chính là cái giao diện gì nhỉ? giao diện làm việc của phần mềm Photoshop, giao diện làm việc của phần mềm Photoshop. Thế thì trong cái giao diện này các bạn sẽ cần phải quan tâm tới các cái gì? thì sẽ có hai phần mà các bạn cần phải quan tâm nhất. thứ nhất, đó là thanh công cụ ở bên tay trái. nó sẽ bao gồm các cái biểu tượng như hình vuông này, hình chữ thập này, các cái đầu bút này, các cái bút lông này, hình người này hình giật nước thì đây gọi là gì đấy thanh công cụ đây chính là toàn bộ các công cụ của photoshop mà các bạn cũng sẽ sử dụng nhiều nhất khi chúng ta gì đấy thiết kế hoặc chỉnh sửa ảnh thì với thanh này nhá nó sẽ có hai kiểu hiển thị một là các bạn thấy nó xếp dọc một hàng như của mình này xếp dọc một hàng như của mình và còn một kiểu hiển thị nữa là các bạn sẽ đưa nó về hai hàng bằng cách các bạn bấm vào cái biểu tượng hai cái mũi tên chỉ sang cái này đây thì nó cho các bạn xếp theo kiểu hai hàng một hàng hai hàng như vậy bài này các bạn nhớ nhé riêng thay công cụ này sẽ có hai kiểu hiển thị một là xếp theo một hàng dọc và hai là xếp theo hai hàng thì các bạn có thể chuyển về chế độ hai hàng để các bạn gì đấy để cho các bạn dễ nhìn nhé chuyển về chế độ hai hàng cho các bạn dễ nhìn thì đây là cái quan trọng đầu tiên này cái thứ hai là gì cái thứ hai là các bạn phải nhìn sang bên tay phải giúp mình nó sẽ có một cái bảng tên là bảng layer đó layer và layer thì tùy từng bạn đọc nhá đây layer này cái bảng này thì các bạn cũng cần phải quan tâm bởi vì chúng ta cũng sẽ sử dụng liên tục vào cái bảng này ở trong cái giao diện làm việc như vậy là các bạn nhớ có hai phần quan trọng này thứ nhất là thanh công cụ thì các bạn nhớ là sẽ có hai kiểu hiển thị đúng không một hàng hoặc là hai hàng thứ hai là một cái bảng có tên là layer đấy hai cái này là cái mà các bạn cần phải nắm chắc giúp mình nhá còn các cái này thì các bạn sẽ ít sử dụng hơn và chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau. Quan trọng là các bạn phải chọn cho mình được cái bảng layer này. Thế thì trong một số trường hợp nhé, các bạn lại không nhìn thấy cái bảng này thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Thì các bạn sẽ cần phải vào Windows này. Các bạn chọn Workspace và các bạn chọn giúp mình một cái dòng có tên là Reset Essential. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng này nhá. Trong trường hợp bảng của các bạn nó dài mãi dưới thì các bạn sẽ chọn giúp mình vào Windows này. Các bạn chọn gì đấy? Workspace và các bạn chọn là gì đấy Reset Essential thì các bạn sẽ nhìn thấy lại được cái bảng layer. Khi các bạn chọn reset thì thay công cụ của các bạn nó lại trở về một hàng thì các bạn lại bấm vào đây để chúng ta chuyển về cái chế độ là gì? Là hai hàng. Đó. Thế thì nhân tiện nói về cái phần window và quần gì đấy? Workspace thì đây chính là nơi này, window workspace. Đây chính là nơi quản lý được các cái giao diện làm việc khác nhau. Thì mặc định nhá, Photoshop nó cung cấp cho các bạn khoảng 6 cái kiểu giao diện làm việc thì thông thường nó sẽ để chữ gì đấy các bạn nhìn này nó có dục tích ở trong phần gì đây nhỉ essential và nó có chữ default default là gì default là mặc định đó đây là giao mặc định nhá khi các bạn chuyển sang 3D thì nó lại lên cho các bạn được cái giao diện khác này đó các bạn lại không nhìn thấy bảng layer ở bạn đâu nữa khi các bạn chuyển sang gì đấy graphic and web thì nó lại sang cho các bạn một kiểu khác đây đó các bạn nhớ nhé vào Windows này Quản lý giao diện này thì các bạn sẽ vào Windows và các bạn chọn Workspace Thì nó sẽ có 6 kiểu giao diện đấy Windows này Workspace Các bạn chọn sang gì đây Painting Thì nó hiển thị cho các bạn theo một kiểu khác Và các bạn cũng không nhìn thấy cái bảng layer của bạn đâu Đây mãi dưới này Đó Windows các bạn chọn Workspace và các bạn chọn Photography Thì nó lên cho các bạn một kiểu khác Nhưng mà các bạn nhớ Chúng ta sẽ làm việc chủ yếu ở trên một cái giao diện có tên là Windows này Workspace và các bạn chọn giúp mình cái chỗ nào nó có chữ default ấy essential default có nghĩa là gì giao diện mặc định mà 90% người dùng sẽ đều làm việc ở trên cái giao diện này nhá đó thì đó sẽ là hai cái phần mà các bạn còn quan tâm này tiếp theo này kiến thức quan trọng nhất trong ngày này mình muốn gì đấy nói cho các bạn biết là gì trong trường hợp các bạn dùng nhá sẽ có nhiều bạn làm hỏng cái giao diện này đi ví dụ các bạn đang dùng công cụ các bạn lỡ tay các bạn kéo cái này ra ngoài đó, các bạn kéo ra ngoài này Hoặc các bạn x bỏ đi nó mất này Đó, nó mất nhá Tương tự bảng layer này Các bạn cũng lỗ tay kéo ra ngoài này Mất Đó, rất nhiều bạn gặp phải lỗi này Thì sau đó các bạn tắt đi này Các bạn mở lại Để xem tự gì xảy ra nhá Rất nhiều bạn đã tự học Photoshop Và các bạn bỏ cuộc ngay ở bước này Bởi vì các bạn không biết làm sao Về cái phần giao diện Bấm new file này Chọn vào đây thì các bạn thấy thanh công cụ của các bạn nhé Vẫn bị mất này Bảng layer của các bạn vẫn bị mất Thậm chí các bạn có gỡ phần mềm ra Các bạn cài lại Thì nó vẫn vậy Chính vì vậy các bạn thì đây sẽ phải bỏ cuộc ngay ở cái bước này Khi các bạn thì đây mới tiếp xúc tìm hiểu về phần mềm Photoshop Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo Để các bạn gì đấy Reset giao diện về mặc định Về mặc định Cái này cực kỳ quan trọng nhá Nó sẽ bao gồm hai bước Bước 1 là các bạn cũng xem gì đây các bạn cũng sẽ vào windows các bạn chọn ghostpeck và các bạn chọn giúp mình vào cái essential default khi các bạn chọn bước một xong thì nó vẫn chưa thấy thanh công cụ đúng không và vẫn chưa thấy cái bảng layer thì các bạn sẽ cần phải làm cái bước hai bước hai là các bạn cũng sẽ vào windows này các bạn chọn ghostpeck và các bạn chọn giúp mình một cái dòng có tên là reset essential chọn vào đây thì lập tức cái giao diện của các bạn lại trở về mặc định các bạn lại nhìn thấy cái gì đấy thanh công cụ bình thường các bạn lại nhìn thấy cái bảng layer này một cách hoàn toàn bình thường nhá đây là kiến thức quan trọng nhất mà các bạn sẽ cần phải nắm được giúp mình ở trong cái bài này bởi vì sao bởi vì khi các bạn đã biết cái này rồi thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn sợ làm hỏng giao diện nữa các bạn cứ kéo thoải mái kéo thoải mái thậm chí các bạn cứ ít bỏ thoải mái đi tắt bỏ thoải mái cái này cũng thế tắt bỏ này sau đó các bạn muốn phải mặc định đúng không? Các bạn làm hai bước. Bước 1 vào Windows các bạn chọn Workspace và các bạn chọn vào Essential Default. Bước 2 các bạn vào Windows các bạn chọn Workspace và các bạn chọn vào Reset Essential là nó lại trở về mặc định cho các bạn và các bạn lại chuyển cái này thành hai hàng để các bạn sử dụng. Đó. Mình nhắc lại nhé. Đây là những kiến thức nhỏ nhưng mà nó cực kỳ quan trọng và cực kỳ giúp ích cho các bạn trong cái việc các bạn sử dụng phần mềm Photoshop nhiều bạn không biết cái này vì vậy các bạn đã bỏ cuộc ngay được cái bước này thì nó rất là phí các bạn nhé photoshop là một phần mềm rất là hay các bạn có thể ứng dụng nó vào nhiều trường khác nhau không gì các bạn gì đấy không chỉ riêng các bạn làm về chỉnh sửa ảnh mà các bạn ứng dụng được rất nhiều trong công công việc nhá sau này các bạn đi làm thì các bạn thấy là gì đấy các bạn biết photoshop thì các bạn sẽ lợi thế hơn các đồng nghiệp của các bạn rất nhiều nhá vì vậy mình muốn dạy kỹ cho các bạn để các bạn có thể làm chủ được cái phần mềm này từ những cái thao tác nhỏ nhất đó như vậy trong bài này các bạn biết là chúng ta sẽ có một cái giao diện làm việc như vậy cái thứ hai là gì cái thứ hai là các bạn thấy chúng ta sẽ có cái thanh công cụ và bảng layer cái thứ ba là gì cái thứ ba là các bạn sẽ có một thao tác để các bạn gì đấy reset cái giao diện về mặc định và đây là cái quan trọng nhá thế thì ngoài ra nó sẽ có thêm một số cái cái thức nhỏ khác này khi các bạn chuột phải ra cái vùng màu tối bên ngoài này bình thường nhá nó sẽ có vùng màu trắng đúng không và vùng màu tối thì các bạn lỡ tay các bạn chuột phải ra ngoài này thì nó sẽ có một số cái kiểu hiển thị đúng không đây mặc định nó cũng sẽ là để đi phâu nhưng mà các bạn lại chuyển sang phần sáng thì các bạn thấy nó hơi khó chịu đúng không đó nhiều bạn lỡ tay các bạn nhỡ chuyển cái này sang phần sáng thì sau đó các bạn không chỉ lại đâu thì các bạn nhớ là chúng ta chuột phải ra bên ngoài nhá chuột phải ra bên ngoài vùng màu trắng các bạn chọn đi phâu là mặc định thì nó sẽ có một số kiểu hiển thị đấy đen xì này thì cũng hơi khó nhìn thì các bạn nên để đi phâu là sẽ dễ nhìn nhất nó sẽ là phần tối còn sáng này uh, hơi tối này hơi hơi sáng đúng không hoặc các bạn chọn ra màu khác đấy nhiều bạn lại chọn theo kiểu này các bạn thích màu đỏ này đó thì trông nó hơi bị quê mùa và trông nó sẽ gì đấy làm mất tập trung cho các bạn vào phần thiết kế vì vậy mình khuyên các bạn nên chuột phải ra ngoài các bạn chọn tính năng là default nhá để đưa nó về mặc định mặc định là các bạn dễ nhìn nhất rồi đó, thì đó sẽ là kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 2 này liên quan tới cái giao diện làm việc của phần mềm Photoshop 2024. Thì các kiến thức này các bạn cũng hoàn toàn áp dụng với các phiên bản thấp hơn được nhé. Tiếp theo ở trong bài số 3 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu cái kiến thức liên quan tới việc sao chép hình ảnh vào trong máy tính nhé. Thì uh, như các bạn đã biết là Photoshop là phần mềm gì đấy, xử lý về hình ảnh. Vì vậy sẽ có hai cái thao tác mà bắt buộc các bạn sẽ cần phải nắm được và làm được khi các bạn dùng Photoshop. Đó là các bạn phải biết cách lưu được các cái hình ảnh mà các bạn gì đấy chụp từ điện thoại hoặc máy ảnh của các bạn vào trong máy tính. Và thứ hai là các bạn phải biết cách tải các cái ảnh gì đấy, ảnh từ trên Google để các bạn có thể kết hợp với phần mềm Photoshop. Rồi, thì mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn về từng cái trường từ hợp một nhá. Đầu tiên này, là với các bạn mà muốn gì đấy, đưa được các cái bức ảnh từ điện thoại hay là máy ảnh của các bạn vào trong phần mềm Photoshop thì bước 1. Bước 1 là các bạn phải đưa ảnh đó vào trong máy tính cái đã. Sau đó các bạn rồi đấy, mới chuyển sang bước 2. Là đưa từ máy tính vào trong phần mềm Photoshop. Đó. Tức là các bạn chụp ảnh xong các bạn phải copy cảnh ảnh của các bạn vào trong máy tính Cụ thể là các bạn cứ lưu ở ngoài màn hình cho mình Sau đó các bạn sẽ mở Photoshop lên Và các bạn đưa các cái bức ảnh đó vào trong Photoshop để chỉnh sửa nhé Thế thì với cái trường hợp số 1 này thì nó sẽ có hai cái cụ thể này Là với các bạn nào mà đang dùng gì đấy Đang dùng điện thoại cụ thể là Android Thì cái việc này khá đơn giản các bạn chỉ việc cắm cái cáp kết nối giữa điện thoại vào trong máy tính của các bạn là được và cụ thể của nó chính là cáp sạc của các bạn ấy. cáp sạc đó còn với bạn nào đang dùng gì đấy ios hay là iphone ấy thì các bạn sẽ cần phải tải thêm một cái phần mềm nữa nó sẽ có tên là bao thì cái này các bạn sẽ lên youtube các bạn học cách sử dụng cái này nhá nó cũng tương đối đơn giản thôi còn với trường hợp nó là máy ảnh thì thông thường nó sẽ là thẻ nhớ đúng không các bạn cũng sẽ cần một cái đầu đọc thẻ đầu đọc thẻ các bạn gì đây cắm vào máy tính để các bạn copy được cái bức ảnh đó vào trong máy tính thì sau đó các bạn mới có thể đưa từ máy tính vào trong phần mềm photoshop được thì các cái này nó tương đối đơn giản các bạn có thể lên youtube các bạn học thêm cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này đó là tải ảnh ở trên mạng và cụ thể là google thì trong quá trình giảng dạy mình thấy nhiều bạn không biết cách tải hoặc các bạn biết cách tải nhưng mà các bạn sẽ không biết cách làm sao để tải đúng và tải được ảnh gì đấy ảnh đẹp ảnh nét thì bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn nhá rồi thông thường này các bạn tải ảnh các bạn sẽ vào google sau đó các bạn sẽ gõ cái tên ảnh mà các bạn gì đấy muốn tải đúng không mình ghi là ảnh hoa hồng enter sau đó các bạn chọn sang phần hình ảnh đó cái này thì ai cũng biết ai cũng làm được rồi nhưng mà bây giờ các bạn sẽ làm sai này Thông thường các bạn tải là các bạn sẽ chuột phải vào ảnh đó đúng không? Các bạn chọn lưu hình ảnh thành. Đó. Thì uh, cách này là sai các bạn nhé. Cách này là sai. Tại sao sai này? Vì tên của ảnh bây giờ sẽ là tải xuống một Đây mình thử nhé. Desktop này. Mình chọn xếp. Thì mình sẽ mở thử xem nó thế nào nhé. Open này. Chọn ngoài màn hình này. Mình sẽ mở thử một cái ảnh mình vừa tải xuống nhé. Đây. Tải xuống một này. Thì các bạn thấy ảnh của các bạn rất là bé rất là bé khi các bạn zoom to lên này thì ảnh của các bạn nó sẽ bị vỡ rất là mờ bởi vì các bạn tải sai cách rồi đó thì bây giờ mình sẽ tải lại nhá cách tải đúng là gì cách tải đúng là các bạn sẽ không được chuột phải vào nó mà các bạn phải ấn chuột trái trước vào nó để cho nó hiển thị được hình ảnh lớn sau đó các bạn mới chuột phải ảnh lớn này này các bạn chọn lưu hình ảnh thành thì lúc này tên của nó sẽ không phải là tải xuống một nữa mà nó sẽ tên bất kỳ thì đây sẽ là cách gì cách tải đúng cho các bạn được chưa nhỉ đó nhưng mà sẽ có lưu ý này trong phần này của nó là tẹp quét thì vẫn chưa đúng nhá tẹp quét vẫn chưa đúng các bạn phải tìm được một cái ảnh nào đây ví dụ cái này đi bấm vào đây các bạn chuột phải các bạn chọn lưu hình ảnh thành khi nào các bạn phải nhìn thấy nó sẽ có chữ G, -P -E -G. đây tải đúng này tải đúng nhá thì đuôi của ảnh là gì đuôi của ảnh nó chỉ có hai đuôi thôi jpeg hoặc là PNG thì các bạn mới tải còn tất cả các đôi khác các bạn sẽ không tải nhá đây mình tìm ảnh khác ảnh này này các bạn chuột phải các bạn chọn lưu hình ảnh thành đây PNG đây là đuôi đúng này đó mình bấm xếp này thì bây giờ mình sẽ mở trong Photoshop cho các bạn xem nhá open này đây thì các bạn thấy ảnh của chúng ta rất gì rất to và nét đó rất to và nét thì đây là cách tải đúng này vì vậy để phân biệt được tải đúng và tải sai là gì nếu như các bạn rồi đấy không ấn to lên các bạn lưu luôn này thì thứ nhất là cái mặc dù đuôi đúng nhá mặc dù là gpg đúng rồi nhưng mà tên của nó tải xuống là sai rồi vì vậy các bạn sẽ cần phải gì đấy ấn chuột trái cho nó to lên sau đó các bạn gì đấy mới chuột phải vào đây các bạn chọn lưu hình ảnh thành sau đó các bạn thấy tên không phải tải xuống và đuôi của nó là jpg hoặc png thì các bạn mới tải nhá thì đó, đó là cái kiến thức rất quan trọng mà nhiều bạn sẽ không nắm được. Rồi một cái mẹo nữa để cho các bạn luôn tải được ảnh to và nét là gì? Là các bạn để ý này, sau khi các bạn tìm xong thì nó sẽ có một cái chữ tên là công cụ. Các bạn ấn chuột trái vào cái chữ công cụ của mình. Sau đó này, trong phần kích thước các bạn chọn giúp mình là gì đấy? Kích thước lớn giúp mình. Đó, thì nó sẽ luôn tìm cho các bạn được các cái bức ảnh to và nét. Đây. Các bạn chuột phải này Các bạn chọn lưu hình ảnh thanh Đó Tên không phải tải xuống Đúng rồi Đuôi GPG Đúng rồi Các bạn lưu Thì sau khi đó các bạn mở trong Photoshop nhé Thì các bạn sẽ có được một cái bức ảnh rất là đẹp Đó Như vậy Đây là kiến thức cực kỳ quan trọng Mà các bạn sẽ cần phải nắm được nhé Là đuôi ảnh và tên ảnh Có hai yếu tố nhé Tên ảnh không được là tải xuống đó và đuôi của ảnh các bạn sẽ lấy những ảnh có đuôi là jpeg hoặc là png đó đó là với việc gì đây với việc các bạn tải ảnh từ trên mạng google xuống còn với cái việc gì đây các bạn chụp thì các bạn cũng sẽ làm giúp mình theo các cái kiến thức mà mình chia sẻ ở đầu video nhá đó thì đó sẽ là hai kiến thức cực kỳ quan trọng mà bắt buộc nhá bắt buộc các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 3 này bởi vì khi các bạn dùng photoshop là các bạn sẽ phải liên quan tới hình ảnh cho nên là các bạn sẽ cần phải tự làm được nhá, tự làm được các thao tác mà mình đã chia sẻ ở trong cái video này. Tiếp theo ở trong bài số 4 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu cách để chúng ta có thể đưa các cái bức ảnh hay là mở các bức ảnh vào trong phần mềm Photoshop nhá. Thế thì để làm được bài này các bạn cần phải nắm được cái thao tác ở trong bài trước là gì nhỉ? Các bạn phải biết copy các cái ảnh các bạn chụp từ điện thoại hoặc từ máy ảnh vào trong màn hình máy tính hoặc các bạn tải các bức ảnh từ trên mạng xuống nhá. Ở đây thì mình có ví dụ này bằng ba bức ảnh này Mình đang có ba cái bức ảnh mình để ngoài màn hình này Là ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3 Thì bây giờ mình sẽ học cách đưa nó vào trong phần mềm Photoshop nhé Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ mở giúp mình phần mềm Photoshop lên Thì tại cái giao diện này gọi là giao diện gì nhỉ Đây là giao diện khởi động của phần mềm Photoshop Thì để mở ảnh nhé các bạn sẽ sử dụng tới cái nút có tên là Open Các bạn bấm vào nút Open giúp mình đó thì nó lên cho các bạn một cái cửa sổ để các bạn gì đấy dẫn tới nơi mà các bạn đang lưu ảnh của các bạn ấy thì ở đây mình đang lưu ngoài màn hình vì vậy mình sẽ chọn là gì đấy desktop còn các bạn đang lưu trong các cái ổ c ổ d gì thì các bạn có thể kéo xuống bên dưới để các bạn gì đấy chọn tới nơi mà các bạn đang lưu ảnh nhá nhưng mà mới học thì các bạn cứ nên lưu ở ngoài màn hình như mình sau đó các bạn chọn vào desktop các bạn kéo xuống các bạn tìm tới các cái bức ảnh của các bạn này đó thì ở đây mình sẽ chọn tới cái bức ảnh đầu tiên là ảnh số 1 nhá. Chọn ảnh 1 này, sau đó các bạn bấm vào open. Thì lập tức cái ảnh của các bạn nó sẽ nhảy vào trong cái giao diện làm việc của Photoshop. Đó thì đó sẽ là cách để các bạn như đây có thể mở được các cái bức ảnh nhá. Đơn giản như vậy thôi, không có gì là khó cả. Làm lại này, tích bỏ đi nhá. Sau khi mở xong thì các bạn sẽ tắt bỏ đi bằng cách bấm vào dấu X ở đây này. X ở đây để các bạn có thể mở lại. Bấm vào open này, các bạn chọn tới nơi lưu Chọn vào ảnh 1 Bấm open Là lập tức Nó sẽ nhảy vào trong cái giao diện làm việc của Photoshop Thì đó sẽ là cái chờ đầu tiên nhá Thế thì sẽ có trường hợp nữa là gì Khi các bạn mở như vậy Nó lại không nhảy luôn cho các bạn vào trong cái giao diện làm việc của Photoshop Đây mình ví dụ này Mình ít bỏ đi Mình sẽ vào open này Mình chọn mở sang cái ảnh số 2 Đây thì các bạn thấy bây giờ nhá nó lại không mở thẳng cho các bạn vào trong cái giao diện của Photoshop mà nó lại mở lên cho các bạn ở trong một cái phần có tên là camera raw thì đây chính là cái gì đây chính là cách mở của cái ảnh thứ hai người ta gọi là ảnh raw ảnh raw là ảnh gì đây là ảnh gốc mà thông thường các bạn chụp từ máy ảnh nó sẽ gì đây nó sẽ mở theo kiểu này đó nhiều bạn không biết cái này các bạn lại tưởng là phần mềm của bạn bị lỗi nhưng mà không phải nhá các trường hợp mà nó mở lên camera raw thì có nghĩa là các cái ảnh gì đây các bạn chụp từ máy ảnh và nó sẽ hiện lên cho các bạn tên máy ảnh luôn này máy ảnh canon luôn này vậy thì bây giờ làm sao để các bạn có thể đưa cái ảnh này vào trong cái giao diện làm việc của photoshop thì đơn giản lắm các bạn chỉ việc bấm vào cái nút có tên là open này này bấm vào open là nó lại nhảy vào cho các bạn được cái giao diện làm việc của photoshop nhá rồi mình sẽ ít bỏ đi và thử sang ảnh thứ ba này ờ à, cũng vào open này các bạn chọn gì đấy chọn ảnh thứ ba Đó Khi các bạn nhìn thấy như vậy Thì các bạn biết Đây cũng sẽ là một cái ảnh gốc Được chụp từ gì đấy Từ máy ảnh Bởi vì nó đang mở Ở cái chế độ là camera raw Thì bây giờ để có thể vào được trong cái Giao diện làm việc ấy Thì các bạn cũng sẽ bấm vào open cho mình Đó Như vậy là gì đây Lý đầu tiên này là sẽ có hai kiểu một là ảnh thường và hai là ảnh raw thông thường ảnh thường nhá thì nó sẽ nhảy thẳng vào cho các bạn trong cái giao diện làm việc luôn còn cái ảnh RAW thì nó sẽ mở trước cho các bạn ở trong phần camera RAW và các bạn sẽ phải bấm thêm nút Open để các bạn có thể truy cập được vào cái giao diện làm việc của Photoshop. Rồi, lưu ý thứ hai là gì? Lưu ý thứ hai nhá là khi các bạn đang mở một bức ảnh rồi thì bây giờ các bạn muốn mở thêm một bức ảnh khác thì các bạn làm như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ không nhìn thấy cái nút Open nữa đúng không? Mà các bạn sẽ phải vào file này, các bạn chọn vào Open ở đây. Các bạn hiểu không nhỉ? Tức là bây giờ các bạn đang muốn mở một bức ảnh rồi Bây giờ các bạn lại muốn mở thêm một bức ảnh nữa Thì vừa nãy các bạn nhìn thấy Open ở cái giao diện gì đấy, khởi động Thì bây giờ các bạn đang ở trong giao diện làm việc rồi Các bạn sẽ không nhìn thấy cái nút Open đó nữa Mà các bạn sẽ phải vào File này Các bạn chọn Open ở đây Sau đó các bạn cũng gì đấy Dẫn tới nơi mà các bạn đang lưu ảnh, ảnh một bấm Open Thì lúc này các bạn lại mở được một bức ảnh nữa Ở trong phần mềm Photoshop Bây giờ các bạn cần phải nhìn lên trên thế này này thì nó sẽ chia cho các bạn thành các cái tab này, các cái tab hay là các cái thanh. Đây, mở nhiều bảng này. Thì nó sẽ chia cho các bạn thành các cái tab này, thanh giống như kiểu các bạn đang dùng web ấy. Ví dụ nhá, các bạn dùng Google Chrome cốc cốc đúng không? Các bạn một trang thì các bạn vào Facebook này, một trang các bạn vào Google, mình mở thêm này. Để mở thêm thì các bạn sẽ vào file này, open tiếp, mình chọn tới ảnh gì đấy? Ảnh số 3. Bấm open Đây, file open tiếp. Ví dụ như mình sẽ mở thêm tiếp các ảnh khác cho các bạn xem. Đó. Thì các bạn tưởng tượng giống như các bạn đang gì đấy, đang trình duyệt web ấy, một bên các bạn vào Facebook, một bên các bạn vào YouTube này, một bên các bạn vào Google, một bên các bạn vào các cái website khác thì với Photoshop cũng vậy nhá. Nó cho phép các bạn mở nhiều ảnh một lúc để cho các bạn có thể gì đấy, tham quan được hay là gì đấy quan sát được các cái ảnh mà các bạn sẽ dự định cắt ghép chỉnh sửa và các bạn sẽ chọn nó thông qua các cái tab ở đây đây này. nếu muốn tắt bỏ ảnh nào thì các bạn sẽ bấm dấu X nhá bên tay phải bấm dấu X bên tay phải là nó sẽ tắt đi cho các bạn này đó nếu như các bạn chưa chỉnh sửa gì nó hỏi các bạn chọn yết hoặc nâu no, thì các bạn chọn nâu no giúp mình nhá chọn nâu no. đó tắt bỏ này đây đây tắt bỏ này tắt bỏ này khi các bạn tắt bỏ hết thì nó lại quay trở lại cái giao diện gì đấy khởi động cho các bạn và sau đó các bạn hoàn toàn có thể mở nhanh lại ở trong phần gì đây nhỉ trong phần riêng đó còn khi đã vào trong giao diện làm việc rồi các bạn muốn mở thêm ảnh thì các bạn sẽ vào file các bạn chọn open giúp mình và các bạn lại chọn tới các cái ảnh khác để các bạn có thể gì đấy mở thêm ảnh đó và các bạn nhớ chúng ta sẽ quản lý ảnh thông qua các cái tab như vậy nhá rồi đó sẽ là cái lưu ý thứ hai này lưu ý thứ ba này cực kỳ quan trọng này trong trường hợp nhất các bạn mở ra một cái ảnh bất kỳ Mà các bạn gặp phải các cái đường màu xanh Đây Đây, mình sẽ đưa ra cho các bạn nhé Đó Trong trường hợp nhất các bạn mở ảnh này Mà các bạn cứ gặp phải các cái đường màu xanh như vậy Thì các bạn lại tưởng phần mềm Photoshop của các bạn bị lỗi Nhưng mà nó không phải lỗi các bạn nhé Đấy, bỏ đi này mình thử mở lại nhá no. đây view này đó trong trường hợp này các bạn mở ảnh mà các bạn gặp phải các đường màu xanh dọc hay ngang đều vậy nhá thì không phải là phần mềm của các bạn lỗi mà tại các bạn đang bật cái đường gai ở trong photoshop thì để xóa đường gai các bạn sẽ vào giúp mình phần view các bạn chọn vào phần gai và các bạn chọn giúp mình là gì đấy clear gai này clear gai thì nó sẽ mất đi cho các bạn cái đường màu xanh đó chứ không phải là phần mềm của các bạn đã bị lỗi nhá nhiều bạn mở ảnh lên nó bị như vậy các bạn lại không biết cách xử lý các bạn lại tưởng phần mềm của các bạn lỗi thì các bạn lại gõ ra cài lại thì nó mất công nhá đó đó là cái lưu ý thứ ba này cái thứ tư tương tự như cái này nhưng nó sẽ là đường lưới thì đây mình sẽ mở đường lưới cho các bạn này view này các bạn chọn vào đây nhiều bạn mở lên thì nó cứ bị chia các cái hình ô vuông nhỏ như vậy thì các bạn cũng không biết cách tắt nó như thế nào thì với cái trường hợp này người ta gọi là growth Có cái là đường lưới Thì để tắt nó thì các bạn cũng sẽ vào trong phần view này Các bạn chọn vào trong phần sâu Và các bạn gì đây Bỏ tích giúp mình ở cái phần có tên là gì đấy Growth đi Là các bạn lại trở về được cái chế độ bình thường nhá Đó như vậy trong bài 4 này thì các bạn sẽ cần phải lưu ý giúp mình bốn cái này là bốn trường hợp các bạn sẽ gặp phải khi chúng ta gì đấy mở ảnh ở trong photoshop khi các bạn đã nắm chắc cái này rồi thì các bạn sẽ thành thạo được cái phần mở ảnh các bạn sẽ không sợ bất kỳ một cái điều gì khi chúng ta thực hành mở ảnh ở trên phần mềm Photoshop nhé. Thì đó sẽ là kiến thức mà các bạn bắt buộc cần phải nắm được ở trong bài số 4 này. Tiếp theo ở trong bài số 5 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu một cái thao tác cực kỳ quan trọng và các bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng nó khi các bạn làm việc ở trên phần mềm Photoshop. Đó là thao tác phóng to, thu nhỏ, không gian làm việc. Trước khi các bạn tìm hiểu về cái kiến thức này ấy, thì sẽ có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng cho các bạn là khi sử dụng Photoshop thì các bạn nên để cái chế độ là ENG. NG là cái gì? Thì với Windows 10 nhá, với Windows 10 và Windows 11 này. Win 10 và Windows 11. Thì khi các bạn nhìn xuống ở góc phải màn hình nó hay có chữ ENG hoặc là VIE hoặc bất kỳ một cái chữ nào khác. Thì các bạn nên chọn lại giúp mình là NG nhé. Đây. Nếu như bạn nào đang để là VE này. Hoặc là bất kỳ một cái chữ gì khác. Thì các bạn sẽ ấn chuột trái vào đây. Và các bạn đổi lại giúp mình là NG. Khi các bạn sử dụng Photoshop. Thì tại sao các bạn cần làm thế. Tí nữa mình sẽ minh họa cho các bạn nhé. Rồi. Bây giờ quay trở lại Photoshop này. Ờ, các bạn cũng sẽ mở một cái ảnh bất kỳ lên. Đây. Đó. Thì bây giờ nhé. Trong trường hợp các bạn muốn nhìn kỹ được mặt cô dâu và mặt chú rể thì chúng ta sẽ cần phải gì đây? Sử dụng tới thao tác phóng to. Phóng to bằng cách nào? Thì các bạn để ý nhá. Đây. Ở trên bàn phím máy tính của các bạn nó sẽ có hai cái phím. Đây này, các bạn nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, 0 thì ngay bên cạnh số 0 nó sẽ có hai phím, một là phím dấu trừ đi. Mình gọi là phím dấu trừ thứ nhất là phím dấu trừ này và cái phím thứ hai nó là phím dấu cộng hoặc dấu bằng đấy thì mình gọi là dấu cộng cho các bạn dễ hiểu nhá trừ và cộng cho các bạn dễ hiểu nhá trừ và cộng này trừ và cộng đó thế thì khi các bạn kết hợp với phím cancho tức là các bạn bấm phím can trừ và can cộng thì đây chính là hai cái thao tác để các bạn có thể gì đấy phóng to thu nhỏ được cái không gian làm việc nhá đây cancho sẽ là cái phím ở góc này đây can trôi này đó các bạn nó có hai can trôi đúng không can trôi góc trái và can trôi góc phải thì các bạn gì đấy nên dùng cái can trôi ở góc bên tay phải này thì các bạn với lên đây nó dễ này đó các bạn giữ can trôi bấm trừ này giữ can trôi bấm cộng nhá thì uh, can trôi trừ sẽ là gì đấy thu nhỏ can trôi cộng là phóng to phóng to rồi bây giờ mình thử nhá ở đây mình đang muốn phóng to ảnh này lên để mình có thể nhìn kỹ được mặt chú rể mặt cô dâu thì mình sẽ bấm giữ can trô này và bấm thêm phím cộng đó thì ảnh của các bạn sẽ to lên can trô cộng 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 các bạn cứ ấn thì nó sẽ to mãi lên nhá can trô trừ là nó nhỏ lại này đó can trô cộng là để phóng to can trô trừ là để thu nhỏ đây sẽ là hai cái tổ hợp phím mà các bạn thường xuyên phải sử dụng khi các bạn làm việc ở trên phần mềm photoshop nhá thì nó sẽ có một cái lưu nữa là gì đây chỉ là thao tác để giúp cho các bạn gì đấy xem rõ hoặc xem tổng quan thôi chứ nó không quyết định được cái độ to nhỏ của ảnh nhá. Nhiều bạn bấm căn trừ xong thì các bạn tưởng là sau khi xuất ra ảnh của các bạn sẽ bé tí như vậy nhưng mà không phải nhá. Đây chỉ là thao tác giúp các bạn theo dõi trực quan ở trên phần mềm Photoshop chứ nó không quyết định cho các bạn về cái độ to hay nhỏ của ảnh nhá. Rồi trong trường hợp mà các bạn bấm căn cho trừ thì các bạn thấy nó thu nhỏ này nhưng mà các bạn bấm căn cho cộng mà nó không phóng to lên thì là do các bạn đang để sai chế độ này này ng này ví dụ nhá bây giờ mình chuyển từ ng sang gì đấy ve thì lúc này quay trở lại photoshop này mình bấm căn cho cộng nó không có tác dụng gì cả nhưng mà bấm căn cho trừ thì nó lại nhỏ lại này đây căn cho cộng này nó không có bất kỳ một cái phản ứng gì nó không to lên cho mình là bởi vì mình đang chọn sai chế độ nhá thì bây giờ các bạn cần phải gì đây chuyển lại giúp mình cái này thành vng thì bây giờ các bạn bấm lại căn cho cộng nó lại to lên này. Đó, đây là một kiến thức rất ít người biết. Nhiều bạn không biết cái này thì các bạn có cài bất kỳ một cái phiên bản Photoshop nào các bạn đều bị lỗi cái phím căn chỗ cộng. Nhiều bạn lại tưởng bị liệt bàn phím nhưng mà không phải nhá, là do các bạn đang chọn sai cái chế độ ở đây. Nhớ là phải để NG thì các bạn sẽ hoạt động được tất cả các phím tắt ở trên Photoshop một cách nó mượt mà ổn định. Còn nếu như các bạn đang để VE thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị liệt một cái số phím, nó không tác dụng nhá cụ thể ở đây sẽ là phím căn trừ căn số cộng thì nó sẽ bị liệt phím căn số cộng nếu như các bạn đang để ở đây là VIE -E. đó thì đó sẽ là gì đây đó sẽ là một số cái thao tác mà các bạn cần phải nắm được nhé các bạn thử đi căn trừ và căn cộng để các bạn có thể phóng to thu nhỏ được cái gì đấy không gian làm việc của Photoshop tức là các bạn muốn nhìn rõ hơn thì các bạn sẽ bấm căn cộng còn các bạn muốn nhìn tổng quan một bức ảnh thì các bạn sẽ bấm căn trừ để cho nó nhỏ lại đó thì các bạn sẽ tập trung mình được hai cái thao tác này nhá ở trong bài số 5 thì các bạn đã được tìm hiểu cái thao tác là căn trô trừ và căn trô cộng để các bạn có thể phóng to và thu nhỏ các cái đối tượng trên ảnh rồi tiếp theo trong bài số 6 này thì các bạn sẽ học thêm một cái thao tác nữa cũng rất là quan trọng đó là xem chi tiết đối tượng ở trên ảnh rồi bây giờ mình sẽ mở photoshop lên nhá rồi khi các bạn bấm can số cộng này để phóng to này Phóng to này Đó Thì bây giờ các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề Là các bạn không nhìn thấy được mặt của cô dâu và mặt của chú rể ở đâu nữa Vì vậy các bạn sẽ cần phải biết tới cái kiến thức ở trong bài số 6 này Đó là xem chi tiết đối tượng ở trên ảnh Rồi Thế thì khi các bạn Phóng to nhá Mà bây giờ các bạn muốn xem chi tiết một đối tượng thì các bạn sẽ cần phải đè cái dấu phím cách của các bạn xuống đè phím dấu cách này thì lập tức cái con chuột của các bạn nó sẽ hình bàn tay thì bây giờ các bạn chỉ cần ấn chuột trái các bạn có thể kéo đến bất kỳ một cái vị trí nào ở trên ảnh này đó các bạn hiểu cách làm chưa nhỉ đó rồi mình làm lại này căn cho trừ nhá căn cho trừ rồi bây giờ mình phóng to này bằng phím can cho cộng sau đó mình muốn xem được mặt của cô dâu và mặt của chú rể thì mình sẽ đè dấu cách xuống để con chuột hiển thị hình bàn tay sau đó mình kéo chuột trái để mình có thể gì đấy xem được chi tiết bất kỳ một cái vùng nào ở trên bức ảnh đó các bạn di chuyển này để các bạn gì đấy xem bất kỳ một cái vùng nào ở trên ảnh sau đó các bạn muốn phóng to tiếp thì các bạn lại bấm can số cộng nó lại to tiếp can số trừ nó lại nhỏ lại đó giả sử nhá bây giờ mình đang xem con dâu đúng không bây giờ mình lại muốn xem qua chú rể thì mình lại đè dấu cách xuống để con chuột thành bàn tay mình kéo sang đó kéo sang thì các bạn lại nhìn là chú rể này muốn xem cô dâu này thì mình lại giữ dấu cách này mình kéo sang xem cô dâu đó đây cũng sẽ là một thao tác mà các bạn thường xuyên phải sử dụng nhá vì vậy bắt buộc các bạn sẽ cần phải nắm được thao tác này như vậy là các bạn nhớ chúng ta sẽ có ba cái tổ phím để các bạn kết hợp với nhau căn cho trừ thu nhỏ này căn cho cộng là phóng to này xem chi tiết để dấu cách xuống khi nào thì bàn tay thì các bạn kéo sang để các bạn xem đó căn cho trừ để nhỏ lại đó khi các bạn thấy nhỏ lại rồi nhá mà các bạn muốn đưa cái ảnh này về đúng tâm trung tâm của Photoshop thì các bạn lại đèn dấu cách các bạn kéo này về đây đấy phóng to lên thì nó lại về đúng trung tâm của Photoshop cứ lúc nào các bạn muốn kéo ảnh đi đâu thì các bạn sẽ đèn dấu cách xuống để con chuột của các bạn nó trở về hình bàn tay thì các bạn có thể di chuyển đến cái ảnh này đến bất kỳ một cái vị trí nào nhá ở trên cái không gian làm việc đó toàn bộ các cái vùng màu xám này thì gọi là gì đây không gian làm việc chúng ta sẽ có ba thao tác liên quan tới nó một là căn số trừ thu nhỏ này hai là căn số cộng phóng to và ba là gì đấy ba là các bạn đèn dấu cách xuống để các bạn có thể di chuyển cái ảnh này đến đúng trung tâm làm việc của các bạn sau đó các bạn căn số cộng phóng to lên thì nó sẽ vừa giữa màn hình cho các bạn đó thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải nắm giúp mình được ba cái thao tác này nhá tiếp theo ở trong bài số 7 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu về thanh công cụ có tên là tool đây sẽ là nơi chứa toàn bộ các công cụ của Photoshop mà các bạn có thể sử dụng nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở giúp mình phần mềm Photoshop lên. Các bạn cũng sẽ mở giúp mình tới một cái bức ảnh bất kỳ nhá. Thì đây. À, toàn bộ cái thanh bánh trái này thì gọi là thanh tool đúng không? Các bạn đã được tìm hiểu qua ở trong cái bài gì đấy? Giao diện làm việc rồi. Thanh này các bạn biết là chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp thành một hàng hoặc là hai hàng. Và các bạn nhớ là nếu các bạn có lỡ tay các bạn kéo ra ngoài Các bạn làm mất nó đi Thì các bạn sẽ khôi phục lại nó bằng cách các bạn vào Windows này Các bạn chọn Workspace Và các bạn chọn là gì đây Essential Default Sau đó các bạn vào Windows các bạn chọn Workspace Và các bạn chọn Reset Essential Là các bạn lại đưa được cái thanh này trở lại bình thường nhá Đó Đó sẽ là cái Ý đầu tiên này Mất tool thì các bạn sẽ vào để Reset này Thứ hai là gì? thứ hai là các bạn để ý ở trong mỗi một cái này này thì người ta gọi là công cụ lớn nhưng mà trong công cụ lớn này nó sẽ bao gồm thêm các cái công cụ nhỏ khác để xem được toàn bộ các công cụ ở bên trong nó thì các bạn gì đây sẽ di chuột trái vào cái biểu tượng mũi tên nhỏ này các bạn di chuột trái vào đây sau đó các bạn ấn và giữ chuột trái thì nó sẽ lên cho các bạn được đây? toàn bộ các công cụ bên trong ví dụ này trong cái công cụ hình vuông này nó sẽ bao gồm có bốn công cụ nhỏ khác tương tự ở đây này đó bao gồm có ba công cụ nhỏ khác nhá đưa chuột trái vào sau đó các bạn ấn giữ một trái để các bạn gì đây xem được các cái nhóm công cụ ở bên trong đó đưa vào đây một hai ba bốn này đó đưa vào đây này một hai ba bốn năm sáu đó các bạn thử đi các bạn thử đưa chuột trái vào một cái công cụ bất kỳ sau đó các bạn ấn và giữ chuột trái để xem được toàn bộ các công cụ nhỏ có bên trong cái công cụ lớn đó là những công cụ gì. Đó. Thì các bạn mới thấy là gì đây? Các bạn mới thấy là cái thanh này chứa rất nhiều công cụ nhá. Các bạn cần phải để ý cho mình cái này. Rồi, tiếp theo là gì nhỉ? Tiếp theo là phím tắt của công cụ. Thế thì khi các bạn đưa vào công cụ này, nó cũng sẽ có thêm cho các bạn các cái phím tắt. Ví dụ này, cái công cụ gì đấy Rectangular Marquee Tool nó sẽ có chữ M ở cuối tức là phím tắt của nó là phím M đây công cụ Mutun phím tắt của nó sẽ là phím V công cụ lasso tool phím tắt của nó là phím L thì các bạn gì đấy các bạn cần phải nhớ phím tắt của công cụ nhá cái này thì sau khi các bạn dùng nhiều thì các bạn sẽ nhớ đây nó sẽ có phím tắt là phím G này đó đây sẽ có phím tắt là gì đây à, một số công cụ nó sẽ không có phím tắt nhá đây G đó các bạn xem cái nào có phím tắt thì các bạn sẽ biết này công cụ brush tool phím tắt của nó sẽ là phím B Tức là sao? Tức là bây giờ nhé các bạn đang ở công cụ bất kỳ Khi các bạn chỉ cần bấm phím B một cái này Bấm phím B một cái lập tức nó nhảy về cho các bạn công cụ Pro Khi các bạn bấm phím M này Đấy nó lại nhảy lại về cho các bạn công cụ gì đấy Rectool Và khi các bạn bấm phím L Nó nhảy về cho các bạn công cụ Lasso Tool Và các bạn bấm phím V Nó trở lại cho các bạn cái công cụ mặc định có tên là Mutool Đó Thì công cụ Mutool này này mutun sẽ là công cụ mặc định của photoshop nhá đây là công cụ di chuyển. các bạn cũng sẽ có một bài học riêng về nó. và các bạn nhớ khi dùng photoshop thì các bạn luôn để mặc định ở công cụ mutun phím tắt của nó là phím v. đây ví dụ là các bạn đang chọn công cụ PRESS đi, G thì cái con chuột của các bạn nó khá là buồn cười, nó có hình dấu, có hình dấu cộng đúng không? thì các bạn luôn bấm phím v để chúng ta gì đấy trở về công cụ mutun là công cụ mặc định thì con chuột của các bạn nó cũng sẽ trở về cái kiểu chuột mặc định nhá đó thế là sẽ là một gì đây một số kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được về cái thanh công cụ tool này và chúng ta sẽ phải có từng bài riêng để học về từng công cụ một. còn bài này các bạn sẽ học về toàn bộ cái thanh này gọi là thanh gì đây thanh công cụ tool nó sẽ có một số lưu ý là bên trong nó này sẽ gồm có các công cụ nhỏ hơn này và các bạn nhớ cho mình một số cái phím tắt nhá phím tắt thì hiện tại các bài này các bạn chỉ cần nhớ cho mình cái phím v thôi các bạn nhớ cho mình cái bài này là phím V Là chúng ta sẽ luôn ở công cụ mặc định Có tên là MUTUN Còn trong các bài sau các bạn sẽ được tìm hiểu Về các cụ khác thì các bạn sẽ nhớ Phím tắt sau, bài này các bạn nhớ cho mình trước Một cái phím tắt là phím V Để các bạn có thể trở lại công cụ gì đây MUTUN, công cụ mặc định Thì nhớ x bỏ đi thì các bạn vào Windows Các bạn chọn Reset nhé, để chúng ta lấy lại nó Ở bên này Ở trong bài số 7 ngày hôm trước Thì các bạn đã được tìm hiểu Về thanh công cụ có tên là TUN tiếp theo trong bài số 8 này các bạn sẽ được tìm hiểu tiếp một cái bảng có tên là layer thì uh, hai cái này nhá thanh tool và bảng layer sẽ là hai cái nơi mà các bạn thường xuyên phải nhìn thấy thường xuyên phải tiếp xúc ở trong cái phần mềm photoshop thì đây bây giờ các bạn sẽ mở giúp mình photoshop đây này các bạn cũng sẽ mở tới một ảnh bất kỳ nhá đây là thanh tool này ở bên tay trái thì bên tay phải nó sẽ có một cái bảng tên là bảng layer thì đây chính là hai cái nơi nhá mình nhắc lại này thanh tun và bảng layer hay layer ấy chính là hai cái nơi mà các bạn sẽ thường xuyên phải làm việc thường xuyên phải nhìn để quản lý ở trên phần mềm photoshop thế thì về cái bảng này các bạn sẽ cần phải quan tâm cái điều gì thứ nhất này khi các bạn mở một cái ảnh bất kỳ nhá thì thông thường nó sẽ có tên là background và nó sẽ có hình ổ khóa trước khi các bạn tiến hành chỉnh sửa gì thì các bạn sẽ nên làm một thao tác là mở khóa nó lên bằng cách các bạn ấn chuột trái vào biểu tượng ổ khóa thì lập tức cái khóa sẽ được mở và cái tên của cái background ấy sẽ đổi về layer không bắt đầu từ layer không nhá mình làm lại này thông thường khi mở một ảnh bất kỳ thì nó sẽ có tên là background và đang có hình ổ khóa thì để chỉnh sửa các bạn sẽ cần phải làm thao tác mở khóa nó ra bằng cách ấn chuột trái vào chính giữa cái ổ khóa này thì lập tức cái ổ khóa sẽ biến mất và cái ảnh của các bạn sẽ bắt đầu tên là layer số 0 thế thì mỗi một cái layer nhá nó sẽ có bao gồm ba thông số đi kèm đầu tiên này là opacity mặc định sẽ là 100 phần trăm thứ hai là fill cũng mặc định là 100 phần trăm và cái thứ ba là chế độ hòa trộn của nó là normal normal là bình thường nhá normal là bình thường các bạn nhớ nhá, mặc định của nó sẽ là ba cái normal 100% và 100%. Bất kỳ ảnh nào cũng vậy nhá, bất kỳ nào cũng vậy. Đây mình mở này. Cũng sẽ là gì đấy, Ổ khóa này, background. Khi các bạn mở ra để chỉnh sửa thì nó sẽ hiện thông số của cái đó, bao gồm có normal này, 100 và 100. Các bạn cần phải nhớ cho mình được ba cái này nhá. Đó. Thì cái tiếp theo mà các bạn cần phải quan tâm là gì? Đó là về cái con mắt này này. Nó sẽ có một cái là con mắt. Liên quan tới phần con mắt này thì nó sẽ có hai thao tác, đó là bật và tắt. Bật và tắt con mắt. Đó. Khi các bạn bật con mắt lên thì các bạn sẽ nhìn được nội dung của cái layer đó, bật lên thì nhìn được nội dung của layer đó. Còn khi các bạn tắt con mắt đi thì các bạn sẽ không nhìn thấy được nội dung của layer đó đó đây ví dụ này đây là bật này thì các bạn sẽ nhìn thấy nội dung của layer không ở bên này nó là cái hình ảnh đúng không giả sử bây giờ các bạn tắt đi nhá, để tắt nó thì các bạn ấn chuột trái vào biểu tượng có mắt này thì các bạn thấy các mắt của các bạn sẽ biến mất và cái nội dung của layer này này các bạn thấy các bạn không nhìn thấy gì cả nó đang bị trống rỗng ở trên photoshop nhé biểu tượng của phần trống rỗng sẽ là các cái hình caro sọc trắng và sọc xám tức là đang bị rỗng không có bất cứ một thông tin nào để hiển thị thì bây giờ để các bạn hiển thị lại các bạn lại ấn vào đây để bật có mắt lên đó thì các bạn lại nhìn thấy được cái nội dung của layer không các bạn nhớ nhá đây này nhiều bạn tắt cái này đi sau đó các bạn không biết thì các bạn lại tưởng là bị làm sao nhưng mà các bạn đang tắt con mắt thì các bạn sẽ không nhìn thấy được nội dung của cái layer không này mà các bạn sẽ cần phải bật nó lên đó thì uh, trong cái bảng layer này chúng ta sẽ có rất nhiều layer nhá mới học thì các bạn chỉ thấy là nó chỉ có một cái thôi tên là layer không nhưng mà sau này các bạn chỉnh sửa cũng như các bạn thiết kế thì các bạn thấy trong này sẽ bao gồm rất nhiều có thể hàng chục hoặc hàng trăm cái layer vì vậy các kiến thức này các bạn sẽ bắt buộc cần phải nắm chắc giúp mình nhá một layer nó sẽ bao gồm có gì đấy ba thông số này này và con mắt này Normal này là bình thường một trăm phần trăm một trăm phần trăm và gì đấy và con mắt đó trong trường hợp các bạn bật mắt rồi mà các bạn vẫn không nhìn thấy nội dung là bởi vì các bạn giảm cái này về này. Đó, khi các bạn giảm cái này về không này thì nội dung nó sẽ biến mất. Mà các bạn phải để cái này là gì đấy? 100%. Đó, thì các bạn mới nhìn thấy nhá. Nhiều bạn bật mắt rồi nhưng mà vẫn không nhìn thấy được nội dung của ảnh là do các bạn đang để thông số opacity nó về cái mức nhỏ quá đây. Đó. Cái này mà càng cao thì các bạn sẽ nhìn càng rõ nét. Còn cái này mà càng nhỏ thì các bạn sẽ nhìn nó càng mờ về không biến mất này mình để tầm khoảng 60 thì các bạn thấy nó mờ mờ đúng không đó lên 100 là mặc định thì các bạn sẽ nhìn được chi tiết nội dung của cái ảnh đó đó thì đó sẽ là một cái số cái thông số liên quan tới phần này nhá các bạn cũng thử giúp mình gì đây các bạn cũng thử giúp mình tăng giảm cái thông số OCT này các bạn cũng thử giúp mình bật tắt con mắt để các bạn gì đấy làm quen với một số thao tác ở trong cái bảng layer này đó thì đó sẽ là một số kiến thức mà các bạn bắt buộc cần phải nắm được và cơ bản nhất về cái bảng có tên là layer kết hợp với cái này đây là nơi này mình nhắc lại này thanh tool và bảng này sẽ là hai cái nơi mà các bạn thường xuyên phải nhìn thường xuyên phải để ý khi các bạn sử dụng phần mềm photoshop nhé tiếp theo trong bài số 9 này các bạn sẽ được học về cái thao tác là xem kích thước của hình ảnh nhé tuy nhiên là mình sẽ muốn chia sẻ lại cho các bạn về hai cái lựa chọn khi các bạn mới mở phần mềm photoshop đây khi các bạn mới mở phần mềm photoshop thì đây chính là giao diện khởi động khi các bạn mới mở phần mềm Photoshop này thì các bạn biết chúng ta sẽ có hai cái nút là nút New File và nút Open thì mình muốn phân biệt cho các bạn là khi nào thì các bạn nên dùng New File và khi nào thì các bạn nên dùng Open thế thì uh, Open nhá nói về Open trước đi Open sẽ được dùng khi các bạn đang muốn mở ra một bức ảnh để các bạn chỉnh sửa ví dụ các bạn đi chơi các bạn chụp một bức ảnh ở trong điện thoại hoặc là máy ảnh thì bây giờ các bạn muốn chỉnh sửa bức ảnh đó, ví dụ đây này. Các bạn muốn chỉnh sửa bức ảnh này để tăng sáng lên hay chỉnh màu cho nó hay cắt ghép hay thêm chữ thì các bạn sẽ sử dụng tới cái nút là nút open. Còn nút new file dùng để làm gì? New file là để tạo ra một file thiết kế mới. Thế thì file thiết kế đó là cái gì? Thì đây, mình sẽ minh luận cho các bạn này. À, mình sẽ minh họa cho các bạn về cái file thiết kế nhá. Đây. chính là các cái này bạn gặp này thì đây khi các bạn lướt Facebook hay lên web thì các bạn sẽ gặp phải các cái ảnh như vậy thì đây người ta gọi là các cái file thiết kế banner quảng cáo đó đây các bạn thấy chưa những cái này các bạn sẽ gặp thường xuyên ở trên Facebook này hoặc trên TV quảng cáo hoặc ở trên các cái website Shopee Lazada vân vân thì đây người ta gọi là các cái file thiết kế file thiết kế chứ nó không phải là bức ảnh chụp có người để các bạn chỉnh sửa nhá. Đây được gọi là file thiết kế. Vì vậy bây giờ khi các bạn mở Photoshop lên, các bạn muốn chỉnh sửa ảnh như kiểu này này. Đây chỉnh sửa các bức ảnh kiểu này thì các bạn sẽ chọn vào open, sau đó các bạn dẫn tới nơi lưu các bức ảnh đó để các bạn gì đây, chỉnh sửa. Còn khi các bạn muốn tạo ra các cái file thiết kế quảng cáo như thế này, đây cụ thể như thế này. Thì các bạn sẽ sử dụng tới cái nút có tên là gì nhỉ? có tên là New File Đó Thì đó sẽ là hai cái hướng cho các bạn Khi các bạn mới mở phần mềm Photoshop nhá Rồi Bây giờ các bạn sẽ được quay trở lại Nội dung chính của cái bài số 9 này Là các bạn sẽ tập xem kích thước của hình ảnh Thế thì Khi các bạn nhắc về hình ảnh Thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới các cái thông số nào Thì có ba cái thông số chính Liên quan tới kích thước của nó Bao gồm có width, hết và đơn vị đo đơn vị đo width là chiều rộng hay người ta gọi là chiều ngang đấy hết là gì là chiều cao hay là chiều dọc và đơn vị đo của nó thì bây giờ ví dụ nhá đây mình sẽ mở ảnh lên thì một cái ảnh này nhá nó được cấu tạo bởi hai phần thứ nhất là chiều rộng hay chiều ngang thì tính từ sang đây này từ trái sang phải thì người ta gọi là gì đấy gọi là chiều rộng hay chiều ngang còn chiều từ trên xuống dưới thì người ta sẽ gọi là chiều dọc hay là chiều cao đó các bạn để ý cái này nhá tương tự ảnh nào cũng thế đây ví dụ các bạn thấy này ảnh này thì các bạn thấy nó sẽ có chiều ngang nó nhỏ hơn so với chiều dọc nhìn bằng mắt thường là các bạn có thể thấy như thế rồi nhưng mà muốn biết chính xác thì tí nữa các bạn sẽ phải kiểm tra thông số cụ thể của nó đó đây như ảnh này các bạn thấy này nó sẽ là một hình vuông bởi vì các bạn nhìn bằng mắt thì các bạn có thể thấy cảm quan là cái chiều ngang của nó này nó sẽ bằng so với chiều dọc mình đang nói là nhìn bằng mắt nhá đó thì đó người ta gọi là thông số của width và hết rồi thế để xem chi tiết này giả sử bây giờ nhé các bạn muốn xem chi tiết kích thước của một cái ảnh thì các bạn sẽ cần phải làm như thế nào đây ảnh này đi ảnh này các bạn xem nhé thì bây giờ các bạn sẽ chuột phải vào cái ảnh này đây chuột phải ảnh này nhá sau đó các bạn chọn giúp mình tới một cái phần có tên là property property lập tức một cái bảng property hiện lên trong này các bạn sẽ chuyển sang giúp mình một cái phần nó có tên là detail, có nghĩa là chi tiết. Kéo xuống một chút này. Kéo xuống một chút thì các bạn thấy nhá, nó sẽ có một phần là phần width và phần hết width và hết thì các bạn có thể thấy là gì đây width này nó ghi là một hai năm một pixel và hết còn ghi là một tám bảy sáu pixel vì vậy các bạn biết ảnh này nó sẽ có cái chiều rộng chiều ngang là bao nhiêu đây width nha width thì chính là bao nhiêu nhỉ? 1251. 1251. Hết là gì? 1876. 1876. Và đơn vị đo của nó sẽ là gì đây? Đơn vị đo của nó sẽ là pixel các bạn nhé. Đó. Thế thì bây giờ các bạn có thể xem được gì đấy xem được ảnh thông số của bất kỳ một cái nào này ví dụ cái này này các bạn xem đi theo này đó width 2048 2048 các bạn thấy width và hết của nó bằng nhau vì vậy khi các bạn xem cái này thì nó sẽ là một ảnh vuông đấy còn thấy chưa bởi vì chiều cao chiều cao này và chiều rộng của nó bằng nhau vì vậy đây sẽ là một cái ảnh vuông thế thì tại sao các bạn lại cần phải biết xem cái này bởi vì sau này khi các bạn thiết kế nhá giả sử các bạn lướt trên facebook các bạn gặp một cái file thiết kế rất là đẹp mà các bạn lại không biết kích thước của nó thì bây giờ các bạn muốn làm giống kích thước của người ta thì các bạn sẽ không thể làm các bạn làm được nhá. Và các bạn cần phải có được thông số, đó là gì? Đó là một width và hết ít nhất là hai cái này, ba cái này thì các bạn mới có thể tạo ra được một cái pha thiết kế nó to và nó đẹp, nó nét giống như của người ta. Đó, các bạn hiểu ý mình không nhỉ? Bắt buộc khi thiết kế là các bạn cần phải biết ba thông số này thì các bạn mới có thể làm được. Chứ các bạn mà tạo bừa là khi các bạn đăng lên trên mạng ấy, nó sẽ bị sai về mặt kích thước nhá. Vì vậy trước khi thiết kế bắt buộc các bạn sẽ cần phải nắm cho mình được ba thông số là gì? Là chiều rộng, chiều cao và đơn vị đo chính là width hết này và nó sẽ ghi luôn là pixel đây này. Đó, thì hiện tại đơn vị đo phổ biến của nó vẫn là pixel nhá. Đơn vị đo phổ biến của nó vẫn là pixel. Thì cho các bài sau các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số các đơn vị đo khác. Nhưng mà hiện tại tất cả các ảnh mà các bạn đăng lên mạng nó đều dùng chung một thông số là là pixel. Đó thì bài này các bạn cần phải biết giúp mình thao tác là gì nhỉ? Thao tác là xem được cái kích thước của một cái file thiết kế hay là một file ảnh đấy bằng cách các bạn chuột phải vào nó này, các bạn chọn vào property, sau đó các bạn chọn sang phần detail và các bạn sẽ nhìn thấy thông số trong phần width và hết. Đó, 1417 này và 2108 đó thì bài này các bạn sẽ gì đấy xem nhá bất kỳ ảnh nào vậy tương tự nhá tương tự khi các bạn xem một cái ảnh mà các bạn tải từ google đi đây mình sẽ lên google này mình tải ảnh bình thường thôi giống như các bài trước thôi ảnh hoa hồng này các bạn chọn hình ảnh này à, công cụ nhá các bạn kích thức lớn này tải xuống thì các bạn sẽ ấn vào nó đúng không để các bạn lên được ảnh to sau đó các bạn tải đây ví dụ mình thích cái ảnh ảnh này đi đó thì các bạn nhìn ở bên dưới góc nó cũng có này nó cũng có 1024 x 768 thì các bạn bạn làm mình làm quen đấy các bạn biết là ảnh này nó sẽ có chiều ngang là 1024 và chiều dọc là 768 đó đây là mẹo cho các bạn nhé các bạn nhìn là các bạn biết đấy đây nữa ảnh này này 2048 x 1371 nhá mình thử tải về này laptop, đây thì mình xem nhé Bằng cách các bạn cũng chuột phải vào nó này Các bạn chọn cái cuối cùng Sau đó các bạn chọn vào detail Thì các bạn cũng thấy này Đó 2048 x 1371 Thì ở đây cũng vậy này 2048 x 1371 Thì 2048 chính là cái gì 2048 chính là chiều rộng của nó Đây Từ đây sang đây Nó có đơn vị đo là 2048 pixel Còn từ đây xuống đây Nó sẽ có đơn vị đo là bao nhiêu 1371 pixel và các bạn lưu ý nhé Cái thông số này mà càng to Đây này, này Thông số này mà càng to Thì có nghĩa là ảnh của các bạn sẽ càng to và nét Đó Còn thông số của các bạn Cái này mà càng nhỏ Thì gì đấy Ảnh của các bạn nó sẽ càng nhỏ và mờ Đó Thông số càng to Thì ảnh sẽ càng nét Nhưng mà dung lượng của nó càng lớn Còn khi mà gì đấy Thông số nó nhỏ xuống Thì ảnh của các bạn nó sẽ mờ hơn Đó Thì đó sẽ là một số cái kích thước Mà các bạn cần phải quan tâm nhé cái này thì mỗi hôm các bạn sẽ học một chút chứ các bạn không học nhiều được thì để cho các bạn nhớ mà. Thì bài này các bạn chỉ cần quan tâm giúp mình cái cách xem và ba thông số của nó là width, hết và gì nhỉ? pixel. Ở trong các bài trước ấy thì các bạn đã biết cách sử dụng cái nút open đúng không? Open này để mở tới một cái bức ảnh các bạn đã chụp ở trên máy ảnh hoặc trên điện thoại. Sau đó các bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa ở trong Photoshop. Tiếp theo trong bài số 10 này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua về cách dùng của cái nút có tên là new file để các bạn tạo ra một file thiết kế mới ở trong photoshop các bạn nhé new file new file đây chính là cái nút này này bấm vào new file này đó nó lên cho các bạn một cái bảng này thì trong bài này các bạn sẽ được học qua một số thông số này để các bạn tạm thời hiểu về cái nút có tên là new file nhé rồi thế thì uh, yêu cầu bắt buộc là gì yêu cầu bắt buộc trước khi các bạn sử dụng cái nút new file này là các bạn phải biết thiết kế xong các bạn sẽ dùng để làm gì đây thiết kế thì nó chính là các file này, này. thiết kế thì nó chính là các cái file mà mình cho các bạn xem trong bài trước ấy. đây đây các bạn phải biết là sau khi các bạn thiết kế được những cái file như thế này xong các bạn dùng để làm gì thì mình sẽ chia ra cho các bạn thành hai cái mục đích chính thứ nhất là các bạn sẽ đăng lên trên facebook này hay lên web hay lên shopee hay là da vân vân gọi chung là đăng lên Facebook và cái thứ hai là các bạn mang đi in ấn mình chia cho các bạn thành hai cái mục đích như vậy nhá thế thì nếu như các bạn đăng lên trên Facebook trên web thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới bốn cái thông số tương tự với gì đây tương tự với phần in ấn chúng ta cũng sẽ quan tâm tới bốn cái thông số này tuy nhiên là gì nhỉ tuy nhiên là nó sẽ khó khác nhau một chút về cái đơn vị đo và cái độ phân giải thì tí nữa mình sẽ minh họa cho các bạn nhé rồi yêu cầu bắt buộc này là thiết kế xong dùng để làm gì cái này các bạn phải biết nhé và yêu cầu thứ hai là kích thước của pha thiết kế là bao nhiêu đó các bạn sẽ phải trả lời được hai câu hỏi này trước khi các bạn đi sử dụng cái đốt new file còn nếu như các bạn không biết thì các bạn sẽ không thể điền được cái gì vào đây đâu mình nhắc lại nhá bắt buộc các bạn phải trả lời được hai câu hỏi này còn nếu như các bạn không trả lời được hai câu hỏi này thì tí nữa vào đây các bạn sẽ không biết các bạn cần phải chọn gì hay là điền gì vào trong các cái ô này rồi thế thì các bạn thấy là có bốn thông số đúng không tuy nhiên là nó quan trọng nhất là hai cái đầu thôi là cái chiều ngang và chiều rộng và chiều cao thôi còn các cái phần đơn vị và cái này thì nó mặc định rồi thì tí nữa các bạn sẽ hiểu nhá đó như vậy là trước thiết kế các bạn sẽ cần phải biết được cái chiều rộng và chiều cao của cái pha thiết kế đó là bao nhiêu? Các bạn nhớ chưa? Nếu như gì đấy, các bạn nhận cái giá bên ngoài, khách hàng thuê các bạn thiết kế Thì các bạn phải yêu cầu khách hàng cho các bạn biết là gì đấy Là khách hàng muốn thiết kế xong để khách hàng đăng lên trên Facebook hay in ấn Và gì đấy, và đơn vị đo của phần width chiều rộng, chiều cao và phần hết là bao nhiêu Thì các bạn mới làm nhé Chứ các bạn mà tự làm theo ý mình là sau đó các bạn sẽ gì đây không thể nào mà đáp ứng được nhu cầu của người ta đâu các bạn nhớ trước khi các bạn nhận đến gì đây nhận cái phát thiết kế từ người khác từ khách hàng hay từ công ty thì bắt buộc các bạn cần phải hỏi người ta là đơn vị đo là bao nhiêu chiều rộng là bao nhiêu chiều cao bao nhiêu và dùng để làm gì thì các bạn mới làm nhá khi các bạn hỏi như vậy thì chắc chắn người ta sẽ phải trả lời cho các bạn là gì à tôi đang muốn thiết kế để đăng lên quảng cáo facebook nó có đơn vị đo là bao nhiêu? Chiều ngang là 900 và chiều dọc là 900. Thì các bạn biết là gì? Các bạn biết là trong phần width này nó là 900 này. Phần hết này cũng là 900 này. Đơn vị đo nếu như làm đang Facebook thì nó sẽ là pixel và độ phân giải của nó thì các bạn sẽ để là 150. Đó, tương tự nhá. Với in ấn này, người ta bảo thiết kế một cái file có chiều ngang là 10 cm. Chiều dọc là 15 cm. Thì các bạn biết phần width này nó sẽ là 10 cm này. Và phần hết này nó sẽ là 15 cm này. Đó, đơn vị của nó cm rồi và cái độ phân giải này của nó sẽ là 300. Đó, các bạn nhớ nhá. Đăng lên Facebook này thì cái đơn vị sẽ là pixel, còn in ấn đơn vị sẽ là cm. Đăng lên Facebook hay lên mạng thì cái độ phân giải của nó là 150. Còn gì đấy, còn để in ấn thì chúng ta dùng 300. Hai cái này thì các bạn không cần hiểu, các bạn chỉ cần nhớ thôi, mặc định là như vậy các bạn chỉ cần quan tâm tới cái width và hết của hai trường hợp này thôi rồi bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn cả hai trường hợp này nhá đầu tiên này một cái file quảng cáo facebook có width là 900 hết là 900 đơn vị là pixel độ phân giải là 150 thì các bạn sẽ bấm vào phần new file đầu tiên này trong phần gì đấy vào đi xét theo là tên thì các bạn đặt tên ở đây là thiết kế quảng cáo facebook rồi tiếp theo nhá đăng lên trên mạng các bạn chọn cho mình là pixel cho mình pixel tiếp theo Width này 900 hết 900 và resolution chính là cái này này chính là độ phân giải các bạn điền vào đây là 150 đó còn các cái này các bạn sẽ để mặc định nhá color mode các bạn để là rgp color này trong phần background content các bạn để white là màu trắng đúng rồi sau đó các bạn sẽ bấm create thì lúc này các bạn sẽ có được một cái file thiết kế mới trắng hoàn toàn chưa có gì cả nhưng mà ưu điểm của nó nó sẽ đúng đúng kích thước là 900 x 900 đơn vị là pixel và cái độ phân giải của nó là 150 đó tương tự trường hợp 2 nhá Tắt đi là trường hợp 2 này bấm new file cũng đặt tên là file in ấn in ấn thì lập tức các bạn phải chọn đơn vị của mình từ pixel sang cm đó yêu cầu là width là 10 cm tức là chiều ngang đấy. Chiều ngang là 10, nhập vào đây là 10. Chiều gì nhỉ? Chiều dọc là 15, nhập vào đây là 15. Resolution là 300. Ở đây các bạn cũng sẽ để nguyên là RGB này, Y bấm create thì lúc này các bạn sẽ có một cái file có chiều ngang là 10 cm và chiều dọc là bao nhiêu? 15 cm để chúng ta in ấn. Đó, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? bắt buộc các bạn cần phải biết trước thông số thì khi các bạn bấm vào gì đấy bấm vào new file thì các bạn mới biết chọn là pixel hay là cm nếu đăng lên mạng chọn pixel nếu như in ấn chọn là cm quýt hết thì cần phải biết trước độ phân giải nhá nếu như đăng lên mạng thì để 150 pixel ấy thì là 150 còn cm thì nhập đây là 300 đó nó chỉ có bốn cái này thôi bốn cái này là các bạn cần phải quan tâm thôi đó thì trong bài này các bạn sẽ tập cho mình nhé Các bạn tập cho mình Các bạn tạo ra một cái file thiết kế mới này à, Để đăng lên mạng đúng không Các bạn chọn là quảng cáo Facebook đi Đăng lên mạng thì các bạn biết là Chúng ta sẽ chọn là Pixel Pixel à, Width thì thông thường của quảng cáo Facebook nhé Thì nó hay có hình vuông Các bạn có thể ở đây là 900 Nhân 900 à, Đúng vẫn giải đúng không Các bạn nhập 150 vào đây Bấm Create là các bạn sẽ có được một cái file quảng cáo trên Facebook giống như các cái file này của người ta này. Đấy. Sau khi các bạn làm xong các bạn sẽ có được một cái ảnh vuông như vậy. Thì ban đầu các bạn chưa làm gì thì nó sẽ là các cái màu trắng. Sau đó các bạn sẽ thiết kế vào để có được các cái họa tiết hay là có các cái nội dung như của người ta nhé. Trong bài này thì các bạn chỉ cần tìm hiểu tới bốn cái thông số. Và cách các bạn dùng cái nút New File. New File để tạo ra một cái gì nhỉ? tạo ra một cái file thiết kế mới nhớ là có tên này có độ phân giải này có width này có hết này và có resolution đó các bạn quan tâm dụng mình giúp bốn cái này nhá tiếp theo ở trong bài số 11 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu về cái thao tác tô màu trong photoshop nhá đây cũng sẽ là một cái thao tác cực kỳ quan trọng mà yêu cầu các bạn bắt buộc cần phải nắm được khi chúng ta sử dụng photoshop rồi bây giờ các bạn sẽ mở photoshop lên các bạn cũng sẽ tạo giúp mình một file mới nhá tạo giúp mình một cái file thiết kế mới bằng cách bấm vào new file này đặt tên các bạn đặt tên là gì để học tô màu đó à, đơn vị các bạn chọn pixel nhá cái này các bạn cứ điền giúp mình là bao nhiêu một nghìn nhân một nghìn đi chúng ta đang học nên là mình điền bừa nhá còn khi các bạn thiết kế thì các bạn sẽ cần phải hỏi người ta cái kích thước quyết hết nhá chứ các bạn không được điền bừa như của mình đâu một nghìn một nghìn này à, pixel thì đây sẽ là một năm mươi các bạn nhớ trong phần color mode các bạn chọn là gì nhỉ? RGB nhá. Để mặc định là RGB color giúp mình. Nền các bạn để màu white là màu trắng. Sau đó các bạn bấm create này. Thì lập tức nó tạo cho các bạn một cái file có chiều ngang là 1000 pixel, chiều dọc là 1000 pixel. Tiếp theo này các bạn nhìn sang bảng layer đúng không? Thì hiện tại nó đang để cho các bạn là chữ background và ổ khóa thì các bạn sẽ cần phải mở khóa nó ra bằng cách ấn vào đây để đưa nó về layer 0. Thế thì các bạn để ý nhá, trong các cái pha thiết kế của các bạn ấy ít khi người ta dùng nền màu trắng lắm mà người ta dùng nền rất nhiều màu khác nhau này, màu vàng, màu hồng đúng không, màu xám, màu xanh, rất nhiều màu chứ ít ai người ta dùng gì đấy cái nền màu trắng thì bây giờ làm sao để các bạn có thể đổi từ màu trắng này sang màu khác Thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới cái kỹ thuật Đó là tô màu trong Photoshop Rồi Thì để tô màu trong Photoshop Thì đầu tiên các bạn cần phải nhìn giúp mình sang thanh công cụ này Mình nhắc lại nhá Thanh công cụ và bảng layer Sẽ là hai cái nơi mà các bạn thường xuyên phải nhìn, phải quan sát Để chúng ta làm nhá Rồi Nhìn sang thanh công cụ Nó sẽ có hai cái màu ở đây mặc định thì ở trên sẽ là màu đen ở dưới sẽ là màu trắng hoặc nó đang là màu gì khác thì không quan trọng nhá quan trọng là các bạn nhìn thấy giúp mình hai cái màu và các bạn phải biết được đâu là màu ở trên đâu là màu ở dưới ví dụ các bạn nhìn thấy này thì các bạn phải biết màu đen là màu ở trên màu trắng là màu ở dưới nhá thế thì bây giờ mình thử đổi cái màu đen này sang màu khác bằng cách các bạn ấn chuột trái vào cái màu đen này nó lên cho các bạn được một cái bảng màu có tên là color picker trong cái này thì các bạn sẽ cần phải lưu cái gì? Các bạn nhớ bỏ tích giúp mình ở phần này đi nhá. Bỏ tích giúp mình ở cái phần only web color đi để chúng ta nhìn được một cái màu nó toàn diện như vậy. Trong này thì nó sẽ có hai phần để cho các bạn quan tâm. Một là cái thanh thẳng đứng, hai là cái hình ô vuông. Thì bao giờ các bạn cũng cần phải quan tâm tới thanh thẳng đứng trước. Thanh thẳng đứng này là giúp cho các bạn chọn được cái màu mà các bạn muốn nó là màu gì từ màu cam này, màu vàng, màu xanh, màu xanh dương, màu hồng, màu đỏ. Còn ô vuông là cho các bạn quyết định được cái độ đậm nhạt của màu đó. Ví dụ các bạn di cái này về màu vàng đi. Thì các bạn sau đó nhá, màu vàng nhá. Thì các bạn ấn chuột trái vào đây. Thì đây sẽ là màu vàng đậm này. Các bạn ấn ra ngoài một tí, vàng nhạt này, vàng nhạt, vàng nhạt vân vân. Đó, ví dụ các bạn kéo này lên màu xanh dương. Thì đây sẽ là màu xanh dương đậm này. Các bạn ấn ra ngoài xanh nhạt này. Đây gọi là xanh đen này. Đó, kéo lên trên này một chút tí màu đỏ này đỏ đậm này đỏ nhạt này màu hồng này đỏ đô đỏ đen này đó thì bây giờ các bạn sẽ tập trung mình hai thanh này nhá ví dụ các bạn ưng cái màu này đi màu đỏ này các bạn chọn ở đây thì đây chính là cái màu các bạn chọn này đó nó sẽ đổi nhá đây giả sử các bạn ưng cái màu này sau đó các bạn bấm ok thì cái này nó chuyển từ màu đen sang màu đỏ đúng không trong trường hợp nhá các bạn chọn như vậy rồi mà cái này không là màu đỏ đây nâu no này là do các bạn đang để sai cái phần này này. Ví dụ nhá, các bạn chọn ở đây là grayscale này. Nhiều bạn các bạn lỡ tay các bạn chọn sang phần grayscale ở đây thì khi vào đây nhá, khi vào đây dù các bạn có chọn sang màu gì đi chăng nữa, bấm ok nó vẫn là màu xám này. Đấy, vẫn là màu xám này. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, đây là những kiến thức nhỏ nhưng mà không ai chỉ cho các bạn đâu các bạn lỡ tay cái là các bạn sẽ không biết làm sao để các bạn có thể đưa nó về đúng chuẩn của nó màu xám vì vậy các bạn tắt bỏ đi các bạn tạo file mới pixel một nghìn này nhớ sau phần color mode các bạn chọn giúp mình là cái gì đấy rgp color rgp color bấm create thì bây giờ các bạn chọn nó mới lên được cái màu cho các bạn nhá ok chưa đó thế thì nhìn vào đây này các bạn biết là cái màu đỏ đang nằm trên màu trắng đúng không khi các bạn chọn màu như vậy thì làm sao nhỉ thì nó chỉ hiển thị màu ở trong hai cái ô này thôi chứ còn cái file thiết kế của các bạn vẫn là màu trắng thì bây giờ làm sao để các bạn chuyển từ màu trắng sang màu xanh này thì bây giờ các bạn sẽ cần phải sử dụng tới một cái công cụ có tên là gì nhỉ có tên là pen packet tool phím tắt của nó là phím g ví dụ này các bạn đang ở công cụ mutun là v đúng không các bạn bấm phím g giúp mình sau đó các bạn gì đấy ấn chuột trái vào đây giữ và chọn sang cái này mặc định của nó là cái đầu tiên cơ là Guardian điền tool nhưng mà các bạn phải giữ chuột trái vào đây này ấn và giữ chuột trái sau đó các bạn chọn giúp mình xuống cái thứ hai là pen bucket tool thì lúc này con chuột của các bạn nó sẽ có hình bình sơn để các bạn có thể tô màu và đổ màu và bây giờ các bạn gì đây chỉ cần di con chuột của các bạn vào trong cái ô màu trắng các bạn ấn dấu tích một cái lập tức cái màu của các bạn được đổ theo cái màu ở trên nhá nó sẽ đổ theo cái màu ở trên Chứ không đổ theo màu ở dưới nhá Các bạn nhớ cho mình Rồi Ví dụ bây giờ các bạn muốn sang màu xanh sang màu khác Thì các bạn chọn lại màu khác này Màu vàng Ok Sau đó bấm chuột trái Nó đổ cho các bạn sang màu vàng Đây chọn sang màu cam Cam nhạt đi Bấm ok Thì nó lại gì đây Ấn chuột trái này Nó lại đổi cho các bạn sang màu Màu cam nhạt Đó thì phím G nhá Phím G Màu ở trên mình nhắc lại nó có hai màu đấy một là màu ở trên hai là màu ở dưới riêng màu ở trên thì nó sẽ có hai cách đổi một là các bạn sử dụng cái công cụ phím tắt và phím g đây cái số 2 này pen bucket tool sau đó các bạn chọn màu các bạn ấn vào đây một cái nó sẽ đổi màu nhá cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng phím tắt Tức là các bạn không dùng chuột nữa. Cách trên là các bạn dùng chuột đúng không? Dùng chuột trái. Dùng chuột trái. Để tô màu. Đây là cách 1 nhá, đây là cách 1 này. Cách số 2 là các bạn sẽ ấn luôn tổ hợp phím ALT cộng với phím gì nhỉ? Cộng với phím Delete của các bạn ấy. Đó, ví dụ nhá. Ví dụ này bây giờ mình chọn cái này sang gì đây sang cái màu xanh. Sau đó mình bấm phím ALT và phím Delete thì tự nhiên nó cũng đổi cho mình sang cái màu xanh. Mặc dù nhá, mặc dù mình đang ở công cụ multi này. Đây làm lại nhá. Làm lại này. Mặc dù nhá, đang ở công cụ multi này, nhưng mà bây giờ mình chỉ cần ấn phím ALT đen là nó đổi cho mình sang cái màu vàng. Ở đây. Đó. Như vậy các bạn nhớ riêng màu ở trên thì các bạn sẽ có hai cách để tô màu đổi màu. Cách 1 là các bạn dùng chuột trái và dùng công cụ phím G. Cách 2 là các bạn bấm phím Alt và phím Delete. Đó. Với cách 1 này thì bản nào các bạn cũng dùng được, còn với cách 2 này thì một số máy không dùng được nhé Các bạn thử xem cái máy của các bạn có dùng được không. Rồi, tiếp theo này là màu ở dưới. Màu ở dưới. Màu ở dưới này, màu ở dưới chính là màu này này, màu trắng này này thì các bạn cũng có thể đổi màu trắng nhá, thành màu khác, ví dụ các bạn đổi sang màu xanh dương. Ok Thì làm sao bây giờ các bạn có thể tô màu xanh dương vào cái file này Thì riêng màu ở dưới nó chỉ có một cách thôi Là các bạn sẽ dùng cái phím gì nhỉ Phím Cancho Và cũng kết hợp với phím Delete Hay là phím Delete đấy Thì mình bấm này Mình bấm Cancho đen Lập tức nó đổ cho mình cái màu ở dưới là màu xanh Đó Còn mình bấm Alt đen này Nó đổ cho mình cái màu ở trên là màu vàng Các bạn nhớ chưa nhỉ Rồi mình đổ lại sang màu khác nhé để mình hỏi các bạn cho các bạn có hiểu không này rồi bây giờ nhá màu ở trên là màu hồng màu ở dưới là màu gì đấy màu xanh là cây theo các bạn bây giờ mình bấm phím gì đấy Ctrl delete thì nó tô cho mình cái màu gì từ màu vàng hay màu gì Ctrl delete là để tô màu ở dưới vì vậy khi các bạn bấm Ctrl delete này nó tô cho các bạn từ màu vàng sang màu xanh là cây đó còn khi các bạn bấm gì đấy alt delete thì nó tô cho các bạn sang màu màu hồng đó tức là alt là để tô màu bên trên còn cancho là để tô màu ở dưới các bạn nhớ chưa nhỉ đó cái này thì không khó đâu các bạn làm một vài lần là các bạn quen thôi thì một riêng màu ở trên thì các bạn có hai cách nha, các bạn có hai cách nhưng mà mình khuyên các bạn là nên dùng cách hai cho nó nhanh đó tô màu vào phím tắt cho nó nhanh này alt đen là tô màu ở trên còn can số đen là tô màu ở dưới thế thì ở đây sẽ có một cái lưu ý cho các bạn là gì các bạn mới học thì các bạn sẽ chọn màu theo cách thủ công như vậy còn sau này các bạn làm quen rồi thì chúng ta sẽ không chọn màu như vậy mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới các mã màu nhá thì chúng ta mới có được cái màu đẹp đây đó thì đây toàn bộ là các cái mã màu đẹp thì sau này các bạn sẽ cần phải dùng tới các mã màu này còn khi mới học thì các bạn sẽ tô theo cảm tính chọn theo cảm tính của các bạn thì các bạn sẽ không thể nào chọn được các cái mã màu đẹp đó còn sau này các bạn sẽ cần phải dùng tới các bảng màu này nhé ví dụ màu đỏ này thì đây sẽ là màu đỏ rất là đẹp đây là màu đỏ của YouTube tương tự với màu xanh này là màu xanh của Facebook khi các bạn tự chọn thì các bạn không thể nào các bạn chọn được cái màu xanh đấy đây mình cố chọn rồi nhưng mà cái màu xanh của các bạn nhé mình bấm xem đây nhỉ à đây là đen này không thể nào mà so được với cái màu xanh này của người ta đó đấy các bạn hãy xem chưa đây là xanh xấu nhá đây là xanh đẹp đó vì vậy gì đấy mới học thì các bạn sẽ tập chọn màu để các bạn hiểu về cái bảng có tên là gì đấy carabicker này còn sau này các bạn làm thì các bạn sẽ cần gì đấy tỉ mỉ hơn thì nó mới đẹp được thì chúng ta sẽ có được các cái màu đẹp đó rồi trong bài này các bạn sẽ cần phải nắm được các cái thức gì thứ nhất là nhìn vào đây các bạn biết được đâu là màu trên đâu là màu dưới màu ở trên các bạn sẽ có hai cách để các bạn tô màu còn màu ở dưới thì các bạn sẽ có một cách nhé đó các bạn sẽ thử giúp mình một số cái thao tác đi là chúng ta biết cách tô màu ở trong Photoshop. Tiếp theo ở trong bài số 12 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu thêm một cái khái niệm nữa cũng rất là quan trọng khi các bạn làm việc ở trong phần mềm Photoshop đó là khái niệm về vùng chọn. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở Photoshop lên nhá. Các bạn cũng sẽ tạo giúp mình một file thiết kế mới này. Đơn vị là pixel đúng không? 1000 1000. À, cái này 150 này, RGB này đặt tên. Các bạn thì đặt ghi gì đây? À vùng chọn đi. Sau đó các bạn bấm Create cho mình Ở trong bài trước các bạn đã biết rồi nhỉ Chúng ta sẽ tiến hành mở khóa này Bằng cái cách là bấm chuột vào hình ổ khóa này Bật con mắt nhá Đấy Nếu như tắt mắt đi là các bạn sẽ không nhìn thấy cái file màu trắng của các bạn đâu Mà các bạn sẽ nhìn thấy một cái file rỗng Trong bài trước thì các bạn đã biết là gì nhỉ Chúng ta sẽ tô màu ở trên Bằng cái phím là gì đây ALT đen là tô màu đỏ này Tô màu xanh ở dưới bằng cái phím là cancho đen rồi à, bài này các bạn sẽ học thêm một số thao tác khác nhé ví dụ các bạn muốn quay trở lại cái bước trước đó thì các bạn sẽ bấm giúp mình cái phím là Ctrl Z đó đây các bạn sẽ học thêm một số cái phím tắt to nhỏ nhá Ctrl Z này là gì đây để quay lại thao tác trước đó nó giống như khi các bạn làm việc ở trên Word hoặc Excel ấy hoặc PowerPoint ấy nó sẽ có thao tác là Ctrl Z mình ví dụ nhá Bây giờ giả sử này các bạn tô màu đỏ đúng không? Bằng phím ALT đen. Thì bây giờ các bạn thấy là gì đấy? Các bạn muốn quay trở lại màu trắng thì các bạn sẽ bấm phím gì nhỉ? Ctrl Z để nó quay trở lại cái màu trắng cho các bạn. Đó. Thế thì uh, Ctrl Z này chúng ta sẽ có một bài học riêng về nó sau. Bài này các bạn sẽ biết một số thao tác như vậy thôi. Thế thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính nhá, là tìm hiểu về khái niệm về vùng chọn. Thế thì uh, khi các bạn nhìn như vậy này, các bạn tô màu đúng không? Thì nó sẽ tô màu trên toàn bộ cái pha thiết kế của các bạn. Toàn bộ màu trắng này sẽ bị tô thành màu đỏ này. Toàn bộ màu trắng sẽ bị tô thành màu đỏ. Rồi, Ctrl Z nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thử tạo một cái vùng chọn nhá. Bây giờ các bạn tạo vùng chọn đi. Bằng cách các bạn sẽ bấm phím M. Các bạn chọn giúp mình công cụ đầu tiên, Rectangular Market Tool Bấm phím M nhá. Sau chọn vào công cụ tạo vùng chọn đầu tiên, Rectangular Market Tool sau đó các bạn đưa chuột vào đây, các bạn kéo ra bằng một cái bất kỳ nhá, kéo một cái bất kỳ. sau đó các bạn nhả ra, thì lúc này các bạn thấy này, chúng ta sẽ có được một cái hình chữ nhật có các cái con kiến nó chạy xung quanh. đây, các con kiến chạy xung quanh này, thì toàn bộ những cái nào ở trong vùng con kiến này, người ta gọi là vùng chọn. toàn bộ những cái gì ở trong con kiến này, người ta là vùng chọn. thế khi các bạn đã có được vùng chọn con kiến rồi thì bây giờ các bạn thử tô màu nhá. Tô màu đỏ xem điều gì ra này. Mình bấm Alt đen. Thì các bạn thấy là gì đấy? Nó chỉ tô màu cho các bạn ở trong cái vùng chọn này thôi, còn toàn bộ cái ở ngoài vùng chọn nó vẫn là gì đây? Nó vẫn là màu trắng như ban đầu của nó. Như vậy, khái niệm vùng chọn để làm gì? Vùng chọn nhá. Khi các bạn có vùng chọn thì làm sao? Thì tất cả hành động nó chỉ xử lý ở bên trong vùng chọn bên ngoài không bị ảnh hưởng không bị ảnh hưởng rồi mình làm lại nhá đây khi nào các bạn nhìn thấy có hình con kiến này thì nó sẽ là gì ạ nó sẽ là vùng chọn ở trong nó là vùng chọn các bạn tô màu thì nó chỉ tô màu ở bên trong cái này cho các bạn thôi còn ở bên ngoài không bị ảnh hưởng nhá thì để bỏ đi hình con kiến này bỏ vùng chọn thì các bạn sẽ sử dụng phím là Ctrl D nhá đây Ctrl D này là con kiến nó không chạy nữa đó, như vậy bài này các bạn sẽ biết thêm phím Ctrl Z này và phím Ctrl D. Ctrl D là để gì đây? Để bỏ vùng chọn con kiến. Đó. Thì khi các bạn đã bỏ vùng chọn con kiến rồi nhá, thì bây giờ các bạn thử tô đi, các bạn tô màu xanh ở bên dưới bằng phím Ctrl đen thì lập tức này nó lại tô cho các bạn toàn bộ tất cả cái hình này bởi vì không có vùng chọn thì nó sẽ hiểu là gì đấy không có vùng chọn nhá thì nó sẽ xử lý cho các bạn trên toàn bộ cái bức hình như vậy còn bây giờ các bạn tạo vùng chọn lại này bây giờ mình sẽ tạo lại vùng chọn nhé bằng cách mình vẫn chọn công cụ m này mình vẽ vào được một cái mình lại bấm alt đen để tô màu ở trên này alt đen thì nó lại tô màu cho các bạn cái màu đỏ vào bên trong vùng chọn con kiến đó bạn này các bạn cần phải nhớ cho mình nhá về vùng chọn thì sẽ có hai cái điều mà các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là đặc điểm nhận dạng vùng chọn là khi các bạn thấy có các cái hình con kiến nó chạy xung quanh này thì có nghĩa là tất cả vùng bên trong nó được gọi là vùng chọn. Và khi các bạn làm gì ấy thì nó chỉ tác động vào bên trong vùng chọn chứ bên ngoài nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đó, và để bảo vùng chọn nhé Bảo vùng chọn ấy các bạn sẽ bấm phím Ctrl D. Thế thì giả sử nhá, bây giờ các bạn lại muốn đưa cái file thiết kế này của các bạn này về màu trắng thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì đơn giản thôi, các bạn sẽ chọn màu ở trên, chuyển nhá, chuyển màu ở trên này hoặc màu ở dưới về màu trắng. Sau đó các bạn sẽ tô màu bình thường nhá. Mình nhắc lại này, các bạn thích tô màu ở trên cũng được, màu ở dưới cũng được nhá, tùy sở thích của các bạn. Chứ hai cái này gì đấy, nó có tác dụng như nhau nhá. Các bạn thích dùng màu ở trên cũng được. Ở trên thì các bạn nhớ là dùng phím ALT đen, còn ở dưới thì các bạn dùng phím Ctrl đen. Đó các bạn thích dùng phím nào cũng được nhé Ví dụ nhé bây giờ này Mình thay cái màu xanh này Thành màu trắng Chọn màu trắng này này Bao giờ góc này nó là màu trắng nhất nhá Đây Bất kỳ ở chỗ nào nhé Bất kỳ ở chỗ nào Thì các bạn chỉ cần đưa về cái góc này này Thì nó sẽ là màu trắng tinh Mã của nó sẽ là đây, 6 chữ F Bấm OK Màu trắng này Bây giờ các bạn muốn tô màu trắng đúng không Thì các bạn sẽ sử dùng phím gì nhỉ Phím Cancho đen Là nó tô lại cho các bạn màu trắng ở bên dưới thế thì bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ nữa nhé để cho các bạn hiểu rõ hơn về vùng chọn này giả sử bây giờ các bạn lại muốn chuyển toàn bộ cái màu trắng này sang màu đỏ ở trên tô toàn bộ màu trắng thành màu đỏ ở trên thì theo cách thông thường các bạn sẽ bấm phím gì đây alt đen đúng không đây alt đen này là nó tô cho các bạn thì toàn bộ màu trắng thành màu màu đỏ rồi can xuống xét lại này nhưng mà khi các bạn hiểu vùng chọn thì các bạn cũng hoàn toàn có thể gì đây cũng hoàn toàn có thể tạo một vùng chọn xung quanh toàn bộ cái hình này đó Tạo vùng chọn xung quanh toàn bộ hình này Thì có phải bây giờ các bạn tô Nó cũng sẽ tô cho các bạn toàn bộ Ở trong vùng chọn không Đó Ăn tay đen này Đó Thì nó cũng tô cho các bạn gì đấy Toàn bộ ở bên trong vùng chọn nhá Bản chất là gì Bản chất của các bạn là khi các bạn không có vùng chọn Thì phần mềm nó hiểu là các bạn đang chọn toàn bộ rồi Thì nó tô cho các bạn toàn bộ còn gì đấy? Còn đúng của nó là gì? Đúng của nó là các bạn phải tạo vùng chọn ở toàn bộ cái file này. Sau đó các bạn chuyển sang màu khác. Các bạn bấm Alt n thì nó sẽ tô cho các bạn toàn bộ màu xanh này. Đó, bản chất là gì đây? Bản chất của nó là tô toàn bộ những gì ở trong vùng chọn. Nhưng mà khi các bạn không có vùng chọn con kiến thì nó sẽ hiểu là gì đấy? Nó sẽ hiểu là các bạn đang chọn toàn bộ nhá. Thì đó sẽ là những kiến thức cơ bản nhất và quan trọng nhất về khái niệm vùng chọn nhá trong các bài sau thì các bạn sẽ được học rất nhiều các công cụ tạo vùng chọn khác thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái này bài này các bạn sẽ cần nắm giúp mình một số cái như vậy là khi có vùng chọn con kiến thì nó sẽ xử lý ở bên trong vùng chọn bên ngoài nó sẽ không bị ảnh hưởng và một thao tác để bỏ vùng chọn con kiến đó là phím ctrl d đây à, các bạn chọn này đó để bỏ thì các bạn bấm ctrl d nhé để bỏ này đó ctrl d này bỏ này ctrl d để bỏ này đó các bạn sẽ thử giúp mình một số thao tác ở trong bài số 12 này nhé. Tiếp theo ở trong bài số 13 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu công cụ đầu tiên ở trong Photoshop. Đó là công cụ có tác dụng di chuyển. Tên của nó sẽ là gì đây? Mutun. Và cái phím tắt của nó sẽ là phím V các bạn nhé. Rồi các bạn cũng sẽ tạo cho mình hai mới đi. 1000, 1000 này. 150 này. RGB này. Đặt tên. Mutun. Bấm Create nhé mở khóa này rồi thế thì đây các bạn bấm phím v này đó thì nó sẽ là công cụ đầu tiên của photoshop là mutun thế thì tại sao photoshop lại đặt đây là công cụ đầu tiên ở trên cái thanh công cụ này là bởi vì đây sẽ là công cụ mà các bạn thấy đấy sử dụng nhiều nhất và thường xuyên phải sử dụng vì vậy photoshop nó sẽ đặt đầu tiên cho các bạn nhá đây mutun này này rồi thế thì để các bạn có thể hiểu rõ hơn về công cụ này này thì đầu tiên nhá các bạn cũng sẽ chọn giúp mình một cái màu ở trên các bạn thích màu gì thì các bạn gì đấy sẽ chọn sang màu đó ok sau đó các bạn gì đấy bấm giúp mình cái phím chữ u bấm phím chữ u nhá trên bàn phím bấm phím u lập tức nó nhảy về cho các bạn cái công cụ này thì các bạn chọn giúp mình cái đầu tiên rectangle tool đây phím tắt của nó là phím u nhá các bạn cứ chọn giúp mình cái đầu tiên rectangle tool sau đó các bạn đưa ra cái file thiết kế xanh của các bạn các bạn kéo cho mình một cái hình chữ nhật đó lập tức này thì nó tạo cho các bạn được một cái hình chữ nhật có thể nó sẽ lấy cho các bạn màu xanh giống màu các bạn đã chọn ở đây này hoặc nó sẽ lấy màu giống màu ở đây thì cái đó không quan trọng nhá tí nữa mình sẽ xử lý cho các bạn cái đó sau sau đó các bạn bấm enter bấm enter nhá enter để làm gì enter để nó bỏ đi cho các bạn các cái điểm nút như vậy này ấn enter hoặc các bạn bấm luôn phím v để trở về công cụ mutun nó không sẽ bỏ cho các bạn được các cái điểm nút như vậy nhá. Rồi đây khi các bạn chọn về công cụ mutu này thì ở đây nó sẽ có một số cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý nhá đây này. Đầu tiên này mặc định của nó các bạn để giúp mình ở cái chế độ là layer nhá. Nó sẽ có hai chế độ một là layer hai là group thì các bạn chọn giúp mình vào cái chế độ layer. Rồi tiếp theo này các bạn tích giúp mình vào cái chữ là auto select nhá tích giúp mình và cái chữ auto select còn cái này nó là cái gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong bài sau rồi thế thì bây giờ nhé các bạn sẽ có được một cái hình chữ nhật như vậy giả sử bây giờ các bạn muốn di chuyển cái hình chữ nhật này đến một cái vị trí khác ở trên pha thiết kế thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải gì đấy chọn đúng cái công cụ move tool đây là công cụ để giúp các bạn di chuyển một cái đối tượng bất kỳ thế thì sau đó nhé sau đó này các bạn sẽ ấn chuột trái vào cái hình chữ này một lần và các bạn ở đây có thể giữ ở trái để các bạn kéo cái này đến bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn mong muốn thì đó là tác dụng của cái công cụ di chuyển đây đấy các bạn di chuyển này bất kỳ một cái vị trí nào đều được nhá khi các bạn đang ở chế độ mô tool này này đó thì các bạn có thể giữ nó và các bạn lôi nó đến bất kỳ một cái vị trí nào ở trên cái pha thiết kế của các bạn thì đó người ta gọi là gì đây đó người ta gọi là công cụ di chuyển đó Các bạn nhớ phải bật cho mình cái phần gì đấy Auto select nhá Thì nó mới chọn cho các bạn được đúng cái đối tượng Mà các bạn đang di chuột vào Rồi Giả sử nó bây giờ nhá Mình chọn ở đây Một cái màu đỏ Mình lại Chọn tiếp công cụ U này, Mình vẽ tiếp một cái nữa Đó Thì nó gì đấy Nó không tô cho các bạn màu đỏ đúng không Thì các bạn sẽ chuyển nó vào màu đỏ đây này Các bạn bấm vào chữ fill nhá Fill là đổ màu Các bạn chọn cho mình ấn chuột trái và chữ màu xanh này này sau đó các bạn gì đấy bấm vào biểu tượng bảng màu thì nó lên cho các bạn màu đỏ bấm ok thì nó lại tô cho các bạn cái màu đỏ nhá sau đó các bạn gì đấy ấn chuột trái ra ngoài để tắt cái bảng nó đi và các bạn lại trở lại công cụ MUTUN bấm phím v nhá để trở lại công cụ MUTUN để các bạn gì đấy bỏ đi các cái điểm nút như vậy bấm phím v này đó thế thì bây giờ này các bạn lại gì đấy có hai cái hình như vậy giả sử bây giờ các bạn muốn di hình màu đỏ sang vị trí khác thì các bạn cũng ấn tích chuột trái một lần vào hình màu đỏ sau đó các bạn gì đấy sẽ lôi cái màu đỏ này đến bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn mong muốn bây giờ các bạn lại muốn gì đấy di chuyển màu xanh thì các bạn lại ấn chuột trái vào một lần cái hình màu xanh sau đó các bạn lại di chuyển cái màu xanh này đến bất kỳ một cái vị trí nào ở trên file thiết kế đó thì đó sẽ là tác dụng của cái phần gì đây đó là tác dụng của cái phần có tên là gì ạ tun công cụ giúp các bạn di chuyển rồi thế thì bây giờ mình sẽ phân biệt cho các bạn luôn về cái tính năng là Auto Select nhá. Auto Select là để làm gì? Auto Select là để khi các bạn ấn chuột vào một đối tượng ở trên khóa thiết kế tự động nó chọn cho các bạn cái phần đó luôn. Ví dụ bây giờ nhá, các bạn muốn di chuyển màu đỏ đúng không? thì các bạn chỉ cần tích vào cái màu đỏ một cái, lập tức các bạn có thể di chuyển được cái màu đỏ này. còn khi các bạn tắt cái này đi này, tắt đi nhá. mà bây giờ các bạn gì đây muốn di chuyển màu xanh. Các bạn ấn chuột trái màu xanh Các bạn di chuyển này Thì nó vẫn di chuyển cho các bạn cái màu đỏ Chứ nó không gì đấy Nó chưa chọn được cái màu xanh Nếu như các bạn tắt cái chế độ auto select Auto select có nghĩa là gì Tự động chọn Tự động chọn hoặc là chọn nhanh Đó Nếu như các bạn không tích vào đây nhá Giả sử bây giờ các bạn muốn Di chuyển màu xanh đúng không Thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn di chuyển được màu xanh Mà các bạn phải tích vào đây một cái này Sau đó các bạn ấn chuột trái vào màu xanh này Thì bây giờ các bạn lại có thể di chuyển được cái màu xanh đó tương tự nhá nếu như các bạn bỏ tích đi này mà bây giờ các bạn muốn di chuyển màu đỏ đúng không các bạn chọn màu đỏ các bạn di chuyển này thì nó vẫn không di chuyển màu đỏ mà nó lại di chuyển màu xanh cho các bạn này đó trong bài sau các bạn sẽ được hiểu kỹ hơn về cái layer này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về phần này còn bài này mình chỉ minh họa cho các bạn để các bạn hiểu qua về cái auto select tức là gì để các bạn tự động chọn ví dụ bây giờ các bạn muốn chọn màu đỏ thì các bạn tích vào màu đỏ này lập tức ở trên bảng layer nó chọn cho các bạn hình màu đỏ này còn khi các bạn tích màu xanh này Thì nó lại chọn cho màu xanh này Tích màu trắng này Chọn màu trắng này Đó Các bạn nhớ nhá Cái bảng layer này và thay công cụ này này Là hai cái nơi mà các bạn thường xuyên phải nhìn Phải quan sát Công cụ auto select Giúp các bạn có thể chọn nhanh một cái đối tượng Ví dụ nhá Trong này các bạn thấy có ba đối tượng này Một là layer không là cái gì Là cái file trắng của các bạn đấy Hai là cái hình màu xanh này này Chính là cái này này Ba là cái màu đỏ Thì đây Ví dụ bây giờ các bạn muốn chọn nhanh vào cái nào thì các bạn sẽ gì đây bật tính năng auto select lên sau đó các bạn tích vào cái màu xanh là chọn màu xanh này tích màu đỏ là chọn màu đỏ tích màu trắng là chọn màu trắng ví dụ nhá bây giờ các bạn muốn di chuyển màu xanh đúng không thì các bạn tích vào cái màu xanh để cái phần layer này nó nhảy màu xanh này sau đó các bạn có thể di chuyển được cái phần màu xanh các bạn muốn di chuyển màu đỏ đúng không tích vào cái màu đỏ để bên layer này nó nhảy về cái màu đỏ sau đó các bạn gì đấy sẽ chọn vào đây đấy còn màu trắng đúng không? Các bạn tích một cái màu trắng này, các bạn di chuyển này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể di chuyển luôn được cái màu trắng luôn này. Đó. Rồi. Thế thì nếu như các bạn không tích nhá, đây. Ví dụ không tích này thì các bạn nhìn thấy bạn mới biết là các bạn đang chọn vào cái màu trắng. Thì bây giờ các bạn thì đây không thể nào mà di chuyển được cái màu màu xanh và màu đỏ. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì các bạn đang chọn vào đây màu trắng thì các bạn di chuyển nó chỉ di chuyển cho các bạn về màu trắng thôi các bạn tích sang đây nó không có tác dụng bởi vì sao bởi vì tính năng auto select chưa được bật đó thế thì trong trường hợp nhá các bạn không bật cái này mà các bạn muốn di chuyển màu xanh thì các bạn phải làm thế nào thì các bạn phải chọn ở đây ấn chuột trái bên này và màu xanh này để nó chọn cho các bạn cái hình ra màu xanh ấy thì các bạn mới có thể di chuyển được nếu như các bạn không bật tính năng auto select các bạn muốn di chuyển màu đỏ đúng không? Chọn màu đỏ thì các bạn mới có thể di chuyển được. Màu trắng, chọn màu trắng. Màu xanh này, chọn màu xanh này. Đó, màu đỏ này. Đó. Nếu như không bật auto select thì các bạn sẽ phải chọn thủ công ở bên này. Còn khi các bạn đã bật auto select rồi, các bạn thích cái nào các bạn thì tích vào cái đó là nó tự nó chọn cho các bạn này. Đấy. Các bạn muốn chọn nhanh màu xanh phải không? Tích màu xanh một cái, tự nhảy luôn này. Di chuyển này. Đó, chọn màu đỏ này, di chuyển này chọn màu trắng này di chuyển này chọn màu xanh này đó đây đều là những kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được nhá thông thường thì các bạn sẽ để nó ở trên độ bật cho mình thông thường nhá thông thường thì các bạn sẽ bật cái tính năng là auto select ở trong cái gì đấy trong cái công cụ mô tô cho mình nhá để các bạn có thể chọn nhanh được các cái này đó đó thì đó sẽ là một số thao tác mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong cái bài này nhá các bạn sẽ tập vẽ cho mình hai cái hình sau đó các bạn thử bật auto select và tắt auto select sau đó các bạn di chuyển để thấy được sự khác biệt giữa hai cái chế độ bật tắt này nhé tiếp theo ở trong bài số 14 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về bảng layer đây là một bảng cực kỳ quan trọng vì vậy mình sẽ thường xuyên nhắc lại cho các bạn nhé rồi bây giờ các bạn cũng sẽ mở photoshop lên các bạn tạo giúp mình file mới này à, các bạn đặt tên nó gì đây là bảng layer đi tên gì cũng được nhá pixel một nghìn một nghìn một năm mươi rgb màu trắng bấm create đầu tiên nhá là các bạn sẽ mở khóa đúng không thao tác đầu tiên mà các bạn luôn làm với cái bảng layer này là mở khóa để đưa nó về layer không rồi tiếp theo này các bạn cũng sẽ bấm phím u bấm phím u và các bạn chọn giúp mình đây chọn giúp mình cái công cụ là gì đây rectangle tool để chúng ta vẽ ra một hình chữ nhật nhá sau đó các bạn vẽ giúp mình vào đây một cái hình chữ nhật này màu của nó thì các bạn sẽ đổi ở trên này nhá bấm chuột trái vào cái màu xanh này chữ fill này sau đó các bạn gì đấy chọn vào bảng màu sau đó các bạn chọn tới một cái màu mà các bạn yêu thích ok là nó bị đổi màu nhá đổi màu xong thì các bạn làm gì nhỉ bấm enter và bấm enter lần nữa để xác nhận Thế thì khi các bạn đã nhìn thấy được một cái hình chữ nhật màu đỏ ở đây này Thì lập tức nhá Nhìn sang bảng layer Nó cũng sẽ có một cái layer mới Ngoài layer không của các bạn này Nó sẽ có một cái layer mới Tên là rectangle 1 Và các bạn thấy này Nó sẽ có hình đỏ đỏ đây này Chính là hình nhật này nhá Để nó đại diện cho cái hình nhật này Các bạn lưu ý này Mỗi một đối tượng ở trên cái file của các bạn Nó đều được quản lý thông qua một cái layer khi các bạn gì đấy tạo ra một đối tượng mới thì tự động bên này nó cũng sinh cho các bạn ra một cái layer để các bạn quản lý nó. Rồi mình làm tiếp này, các bạn chọn tiếp vào công cụ bên dưới đây ellipse này để các bạn vẽ ra một cái hình ellipse nhá. Đó ellipse cũng được mà hình tròn cũng được. Rồi đổi màu cho nó bằng cách bấm vào đây, bấm bảng màu chọn sang màu xanh, bấm ok, bấm enter, bấm enter để xác nhận này thì lập tức nhá các bạn thấy có một cái hình tròn hay là hình edit màu xanh ở đây đúng không thì lập tức bên này này cũng sẽ có một cái layer mới tên là edit một và nó cũng sẽ có màu xanh ở đây để quản lý cái đối tượng này rồi các bạn cũng sẽ chọn tiếp công cụ hình tam giác này hoặc đều được nhá đây vẽ tam giác hoặc vẽ bên dưới đều được nhé cái nào cũng được tam giác đi vẽ vào đây một cái hình chọn màu cho nó chọn sang màu vàng đi màu vàng OK, enter hai lần để xác nhận. Khi các bạn nhìn thấy cái màu vàng ở đây, lập tức bên bảng layer này cũng xuất hiện một cái triangle. Có nghĩa là gì nhỉ? Hình tam giác màu vàng đó. Thì bây giờ các bạn nhìn đây này, trong này của các bạn sẽ có mấy đối tượng nhỉ? Bốn đối tượng nhá. Một hình chữ nhật màu đỏ, một hình màu xanh, một hình màu vàng và một cái hình màu trắng chính là hình nền của các bạn đấy. Đó, thì tương ứng với nó là bốn cái này này, một 2, 3, 4 Tức là sao? Tức là mỗi một đối tượng ở trên file của các bạn đều được quản lý thông qua một cái layer Đó là kiến thức đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải nắm được Kiến thức số 2 mà các bạn sẽ cần phải nắm được là gì? Đó là bật tắt con mắt hiển thị của layer Cái này các bạn đã biết qua rồi đúng không? Nhưng bài này các bạn sẽ học kỹ hơn nhé Thì đây Mỗi một layer này nó đều có một con mắt Khi mắt đang bật có nghĩa là các bạn đang được nhìn thấy cái đối tượng nó hiển thị Ví dụ nhá bây giờ các bạn tắt mắt đi Tắt mắt của cái màu trắng đi này, này Là các bạn sẽ không nhìn thấy màu trắng nữa Tắt mắt của cái màu đỏ đi này, mất màu đỏ này Màu xanh này, mất màu xanh này Màu vàng, mất màu vàng Mặc dù các bạn nhìn thấy nhá có 4 layer Nhưng mà sao? Nhưng mà các bạn lại thấy ảnh đang bị rỗng Bởi vì không một layer nào được hiển thị Ví dụ này, bật lại màu vàng này Bật lại màu xanh này Bật lại màu đỏ này Và bật lại màu trắng thì các bạn lại nhìn thấy được toàn bộ các cái layer của bạn đều được hiển thị ở bên này đó đó thao thứ hai nhá bật tắt có màn thị này cái kiến thức thứ ba mà các bạn cần làm được là gì đó là chọn layer khi các bạn nhìn vào đây thì các bạn phải biết là layer nào nó đang được chọn nhá nhìn vào bảng này các bạn phải biết là chúng ta đang chọn vào layer nào thì chúng ta đang chọn vào cái layer màu vàng nhá đây này chia của một màu vàng bởi Và vì sao nhỉ cái nào được chọn thì nó sẽ có màu xám Còn cái nào không được chọn nó sẽ có màu tối Ví dụ này các bạn nhìn này này Là các bạn biết chúng ta đang chọn vào cái edit 1 màu xanh Thế này này là chọn vào rectangle 1 màu đỏ Còn thế này là chọn vào layer 0 Đó vì vậy các bạn nhìn vào đây Các bạn phải biết là chúng ta đang chọn ở trên cái layer nào nhé Thế này này là màu xanh Rồi tiếp theo là gì Tiếp theo là đổi tên của layer thì mặc định của nó nhá Nó sẽ là tên tiếng Anh Vì vậy các bạn thấy nó hơi bị khó hiểu đúng không Vì vậy mình khuyên các bạn là chúng ta nên đổi lại tên tiếng Việt Làm sao cho các bạn dễ nhìn và dễ quản lý Ví dụ này Cái triangle 1 là tam giác vàng đúng không Các bạn đổi tên cho nó Bằng cách các bạn ấn chuột trái hai lần vào cái tên của layer này Ấn chuột trái hai lần vào cái tên của layer Để chúng ta đổi lại nó nhá Bằng cách các bạn gõ vào đây là gì đấy? Tam rác vàng enter. Đó, ellipse 1 là gì? Ellipse 1 là cái màu xanh đúng không? Các bạn ấn chuột trái hai lần vào đây. Đặt tên là gì đấy? Hình tròn xanh cũng được. Hình tròn xanh. Enter. Tiếp theo này, rectangle 1 là gì? Hình chữ nhật màu đỏ đúng không? Đặt đổi tên. Hình chữ nhật màu đỏ. Và cuối cùng là layer không thì chính là cái ảnh gốc của các bạn. Các bạn đổi tên là gì đây? ảnh gốc. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy chúng ta sẽ hoàn toàn dễ dàng quản lý các cái layer này thông qua các cái tên tiếng Việt của nó nhá. Đó, đó sẽ là cái gì đây? Đổi tên. Tiếp theo này là thứ tự ưu tiên. Rồi, nó là cái gì? Bây giờ các bạn sẽ trở lại cúp mình công cụ gì đây à? Công cụ mu tool bằng cách bấm vào phím V, chọn công cụ mu tool nhá. Đó. Sau đó các bạn thì đấy bật giúp mình cái tính năng auto select lên để chúng ta có thể chọn nhanh đối tượng. Rồi, bây giờ các bạn thấy này, mình sẽ di chuyển cái hình chữ nhật này vào gần màu xanh xem điều gì xảy ra nhá. Đó. Các bạn thấy là gì đấy? Khi di chuyển vào gần màu xanh thì cái màu đỏ này nó nằm dưới và bị cái màu xanh ở trên che mất. Tại vì sao? Tại vì ở trên bảng layer nhá, cái hình tròn xanh đang nằm trên hình chuyện màu đỏ vì vậy là gì đây thứ tự ưu tiên của layer là gì layer nào nằm trên thì sẽ ưu tiên hiển thị trước hiển thị trước các bạn có hiểu cái này không nhỉ đây cái màu xanh này đang nằm trên cái màu đỏ vì vậy khi các bạn di chuyển cái màu đỏ nhá vào đây thì nó sẽ bị cái màu xanh che mất bản chất là nó vẫn hiển thị đấy nhưng mà nó đang bị che bởi cái màu xanh bởi vì sao nhỉ bởi vì màu xanh đang nằm trên màu đỏ đây tương tự nhá các bạn gì đấy đưa cái màu đỏ nằm dưới vào cái màu vàng đi thì nó cũng bị cái màu vàng che mất bởi vì sao bởi vì cái màu vàng đang nằm trên cái màu đỏ này màu vàng trên cùng này sau đến màu xanh đến màu đỏ thì bị che mất nhá nhưng mà bây giờ này các bạn tích vào cái màu vàng các bạn đưa vào màu xanh này thì cái màu xanh lại bị màu vàng che mất bởi vì sao bởi vì màu xanh đang nằm dưới màu vàng Đấy Màu xanh đang nằm dưới màu vàng này Tương tự nhá Các bạn đưa cái màu vàng lên cái màu đỏ Thì cái màu đỏ cũng bị cái màu vàng che mất Bởi vì sao Bởi vì màu vàng nằm trên cùng Thì nó sẽ ưu tiên hiển thị trước Tất cả các cái Nó sẽ ưu tiên cái màu vàng trước Đó Còn khi các bạn đưa cái màu xanh này Vào màu đỏ thì sao nhỉ Thì màu xanh nó lại che màu đỏ Bởi vì sao bởi vì màu xanh này đang nằm trên màu đỏ vì vậy cái này các bạn phải nhớ nhá layer nào nằm trên thì sẽ ưu tiên hiển thị trước đó và các bạn nhìn vào đây thì các bạn phải biết cái nào ở trên cái nào ở dưới nhá tam giác vàng trên cùng này dưới nó là màu xanh dưới nó là màu đỏ và cuối cùng là cái màu trắng đó rồi tiếp theo này là thay đổi vị trí giả sử bây giờ các bạn lại muốn đưa cái màu đỏ lên trên cùng thì các bạn làm thế nào thì bây giờ các bạn cũng chỉ việc gì đấy Giữ chuột trái vào cái màu đỏ Các bạn kéo nó Các bạn thả lên trên cùng Thì hình màu đỏ các bạn này lên trên cùng này Và khi bây giờ các bạn di chuyển màu đỏ đến màu xanh này Thì màu đỏ nó lại che màu xanh Màu đỏ che màu vàng Đó Vì vậy nhé các bạn muốn di chuyển cái vị trí layer Thì các bạn chỉ cần gì đấy Ấn giữ chuột trái vào nó Sau đó các bạn kéo 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 Đó Bây giờ nhé mình sẽ đưa màu xanh lên cùng này Kéo màu xanh lên trên cùng thì lập tức màu xanh khi các bạn di chuyển này nó sẽ che cho các bạn toàn bộ các cái khác. Đó. Bây giờ nhá, mình sẽ kéo toàn bộ xuống dưới cùng này thì bây giờ các bạn thấy màu xanh bị mất này. Đó, mất màu xanh rồi. Bởi sao nhỉ? Bởi vì màu xanh đang nằm dưới ảnh gốc màu trắng và bị màu trắng che đi. Màu vàng kéo xuống dưới này. Mất màu vàng này. Màu đỏ này, mất màu đỏ này. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy mỗi màu trắng thôi. Bởi vì màu trắng đang ở trên cùng đó khi các bạn tắt một trắng đi nhá tắt con mắt của một trắng đi thì các bạn lại nhìn thấy bài kia này đấy đấy đây đều là những kiến thức quan trọng nhá các bạn phải hiểu rõ giúp mình cái phần này được chưa đấy mặc dù các bạn đang bật con mắt nhá nhưng mà các bạn không nhìn thấy được các hình của bạn ở đâu bởi vì sao nhỉ bởi vì chúng ta đang bị cái ảnh gốc to hơn ảnh gốc này to nhất này nó che đi toàn bộ các cái bên dưới của nó khi các bạn tắt thấy cái này thì nó lại hiển thị này đấy hoặc các bạn kéo về dưới cùng nhá Kéo cái này về cuối cùng này thì các bạn lại nhìn thấy được ba cái kia của các bạn hiển thị lại đó nhiều khi các bạn bảo là em bật mắt rồi nhưng mà không nhìn thấy bởi vì nó đang bị cái khác che đi bật mắt rồi nhá mà vẫn không nhìn thấy thì nó đang bị che đi và để đưa lên thì các bạn còn thể kéo lên trên này là các bạn lại nhìn thấy này đấy nhìn thấy màu đỏ này nhìn thấy màu vàng này nhìn thấy màu xanh này đó thì đó các bạn kéo nhá đó, như vậy trong bài này các bạn sẽ cần phải nắm được tất cả các kiến thức liên quan tới bảng layer bao gồm gì đấy? Bao gồm có vị trí này, bao gồm có đổi tên này, bật tắt mắt này, được chọn này. Đó thì các bạn phải hiểu giúp mình cái này nhá. Bởi vì sau đó các bạn sẽ cần phải làm việc rất nhiều ở trong cái bảng này, bắt buộc các bạn phải hiểu cái này thì các bạn mới có thể linh hoạt trong vấn đề xử lý được. Đó thì bây giờ các bạn cũng sẽ tạo giúp mình ra được bốn cái layer như vậy nhá và các bạn sẽ tập gì đấy? tập di chuyển để các bạn biết cái nào ở trên, cái nào ở dưới. Khi nào các bạn hiểu và nắm chắc toàn bộ các kiến thức này rồi thì các bạn mới học sang bài khác nhé. Bắt buộc các bạn phải hiểu giúp mình cái này thì chúng ta mới có thể sử dụng phần mềm Photoshop được. Sau khi các bạn đã được tìm hiểu về khái niệm vùng chọn này, các bạn đã được học kỹ về cái bảng layer thì tiếp theo trong bài số 15 này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái kỹ thuật thực tế nhá. Thực tế đầu tiên mà các bạn đang muốn dùng Photoshop để áp dụng Thứ nhất này là xóa vật thể thừa Thứ hai là xóa các cái khuyết điểm trên mặt Và thứ ba là chỉnh màu cho ảnh Các bạn đi chụp Các bạn có một bức ảnh ấy Các bạn muốn chỉnh màu đẹp hơn Thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái kỹ thuật gì Rồi đầu tiên là xóa vật thể thừa này Giả sử ở đây nhá Mình có một cái bức ảnh như vậy này Mình đang muốn xóa đi các cái vật thể thừa Đó là các cái con sao biển dạng thế Các bạn muốn xóa đi các cái sao biển này thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào thì về nguyên tắc nhá các bạn cần nhớ này chúng ta muốn xử lý cái gì thì chúng ta sẽ phải tạo vùng chọn xung quanh cái đó xung quanh cái đó đó thế thì uh, tạo vùng chọn dễ nhất là các bạn sẽ dùng một cái công cụ có tên là lasso tool lasso tool đây các bạn mở khóa ra nhá mở khóa này Lasso Tool thì phím tắt của nó sẽ là phím L Các bạn bấm phím L này và chọn cái đầu tiên là Lasso Tool Thế thì khi các bạn chọn vào đây nhá Thì cái con chuột của các bạn nó sẽ có hình như vậy này Để tạo vùng chọn xung quanh cái gì Thì các bạn chỉ được giữ chuột trái Các bạn quét qua cái đối tượng mà các bạn đang chọn Thì lập tức này nó tạo ra cho các bạn được một cái vùng con kiến Tức là sao? Tức là bây giờ các bạn có xử lý gì thì nó chỉ tác động ở bên trong cái phụ chọn này thôi ví dụ nhá các bạn muốn tô màu xanh đúng không các bạn bấm alt đen này thì nó tô màu xanh cho các bạn vào cái vùng này đúng như kiến thức mà các bạn đã được học ở trong bài trước nhưng mà bài này các bạn sẽ không muốn tô màu các bạn muốn xóa bỏ con này đi cơ vì vậy mình bấm Ctrl z này đó Ctrl z là để quay lại thao tác trước đó các bạn nhé còn các bạn muốn bỏ vùng con kiến thì các bạn sẽ bấm Ctrl d đó mình làm lại này Các bạn muốn tạo vùng chọn quanh đối tượng nào Thì các bạn sẽ giữ chuột trái Các bạn quét qua cái đối tượng đó Thì lập tức nó tạo cho các bạn được gì đấy Một cái hình con kiến bao xung quanh cái đối tượng Mà các bạn đang muốn xử lý Thế bây giờ các bạn muốn xóa đi đúng không Muốn xóa đi này Thì các bạn sẽ dùng tới tính năng là content aware Để bật được tính năng đó Thì các bạn có hai cách Cách một là các bạn sẽ bấm phím shift F5 trên bàn phím nhá Giữ phím shift và bấm thêm phím F5 lập tức nó lên cho các bạn được một cái bảng có tên là fill đó nếu như các bạn bấm shift f5 ấy mà không lên bảng này thì các bạn có thể vào menu Edit này các bạn chọn fill đây shift f5 này chọn fill trong bảng này nhá quan trọng nhất là các bạn chọn giúp mình tới tính năng có tên là content aware đó còn các cái bên dưới các bạn để mặc định cho mình nhé mốt các bạn để normal là bình thường này opacity để 100 thế thì sau khi xong còn một ok này thì tự động nó sẽ tính toán nó xóa đi cho các bạn cái con sao biển và nó bù đắp các cái điểm ảnh để làm sao nó khớp với nền xung quanh sau khi xóa xong nhé các bạn bấm căn chỗ D để bỏ vùng chọn và các bạn sẽ làm tương tự với con này này shift F5 đó ok này căn chỗ D bỏ vùng chọn xóa quanh vào đây shift F5 này ok căn chỗ D bỏ vùng chọn đó các bạn thì đây sẽ dùng cái này tạo vùng chọn này shift F5 ok đó thì các bạn thấy nó làm rất là nhanh và chính xác nhá đó thì đây là cách để các bạn xóa đối tượng cách đơn giản nhất để các bạn gì đấy xóa đối tượng thì uh, tuy nhiên các bạn phải thử bởi vì không phải trường hợp nào các bạn cũng dùng được cái này nhá tùy từng đối tượng ví dụ như ở đây này nó khá xa với người mẫu thì các bạn có thể áp dụng cách này được để các bạn xóa đi bất kỳ một cái đối tượng nào mà các bạn không muốn nó xuất hiện đó chúng ta sẽ có nhiều cách để xóa đối tượng bởi vì tùy vào từng trường hợp mà chúng ta thì đấy có thể làm cách khác nhau ví dụ này các bạn thử xóa con thuyền này đi nhá cũng Shift f năm này một ok đó thì nó vẫn làm được cho các bạn ở trong cái phần này, này nhá rồi xóa vật thể thừa này bằng công cụ lasso tool để tạo vùng chọn đúng không tạo vùng chọn sau đó các bạn dùng cái tổ hợp phím là Shift F5 để các bạn làm cái việc này thì đó là cái đầu tiên nhá Thứ hai này là các bạn sẽ học về cái phần xóa mụn và xóa nốt ruồi. Đây mình sẽ mở một cái ảnh mẫu nhá. Đó. Các bạn thấy này, chúng ta cũng sẽ mở khóa nhá, can cho cộng để phóng to này, can cho trừ để thu nhỏ này. Phóng to rồi thì các bạn sẽ đè bàn tay ở chỗ cách ấy. Đó, để bàn tay này kéo vào đây để các bạn nhìn rõ, can trô trừ để thu nhỏ. Thì các bạn thấy nó sẽ có một số cái khuyết điểm trên mặt. Thì để làm cái này các bạn sẽ dùng thế nào? Các bạn sẽ dùng công cụ có tên là phím Z phím di nhá đây phím tắt của nó sẽ là phím di các bạn bấm phím di trên bàn phím này sau đó các bạn chọn luôn giúp mình công cụ đầu tiên spot healing brute tool thì khi các bạn chọn công cụ này nhá thì con chuột của các bạn nó sẽ có hình tròn như vậy nếu như các bạn đang bật cái phím cắp lóc viết hoa ấy thì nó dấu cộng này thì các bạn phải tắt cái phím cắp lóc viết hoa đi nhá để con chuột của các bạn nó trở về hình dấu tròn Thế thì với công cụ này nhé các bạn cũng sẽ gì đấy Để mặc định trong phần mode là normal này Và trong phần style này các bạn chọn là con wear nhé Sau đó thì nhiệm vụ còn lại của các bạn đơn giản lắm Các bạn chỉ để việc ấn chuột trái vào các cái khuyết điểm này Là tự động Photoshop nó tính toán Nó xóa đi cho các bạn được các cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt Đó Mình làm lại nhá Mình làm lại này Mở khóa này Can cộng để phóng to này sau đó các bạn bấm phím Z chọn về cái công cụ đầu tiên Spot Hearing Pro Tool sau đó các bạn để mặc định là normal này các bạn chọn Content Aware đó sau đó các bạn gì đấy nhớ tắt phím cắt lóc nhá để cho cái con chuột của các bạn nó có hình hình tròn này này sau đó các bạn ấn chuột trái vào các cái khuyết điểm thì Photoshop nó sẽ tính toán và gì đấy và nó sẽ xử lý cho các bạn các cái khuyết điểm đó rất là đẹp nhá tuy nhiên là công cụ này thì đấy nó chỉ xử lý được các cái khuyết điểm mà nó ở dạng đơn giản như vậy thôi bởi vì sao nhỉ bởi vì với trường hợp mà nó bị nặng mình sẽ minh họa nhá mình minh họa này với trường hợp mà khuyết điểm nó quá nặng thì chúng ta cũng sẽ không dùng công cụ này được đây ví dụ như cái ảnh này đi đó mở khóa này can cho cộng này các bạn cũng thử làm nhé các bạn cũng thử chọn công cụ này này các bạn chọn cái phím di đi thì những cái này nó làm được này đây những cái này làm được này còn những cái mụn mà nó hay sẹo này, nó sát nhau thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn làm được, hoặc các bạn làm được nó sẽ mất rất nhiều thời gian và làm xong thì da của cái mẫu ấy nó sẽ bị bẹt lại trông nó không thật đây, các bạn thấy này. Da nó bẹt lại nó không thật. Thế thì những cái này các bạn sẽ phải làm thế nào? Thì các bạn biết ở năm 2024 ấy, chúng ta sẽ biết rất nhiều tới các công cụ nó có tên là gì nhỉ? Là AI, tức là chúng ta sẽ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo. Thì với các việc này nhá Các bạn sẽ sử dụng các công cụ ngoài để các bạn làm Đây ví dụ này Ở đây mình sẽ có được một cái bộ công cụ Photoshop bên ngoài nhá Để làm được việc này thì mình cũng chỉ việc chọn công cụ lasso này Mình khoanh vào cái đối tượng mà chúng ta gì đấy cần muốn xử lý Ví dụ các bạn đang muốn xử lý cái vùng da mặt đúng không Thì các bạn chỉ việc chọn đối tượng Để nó tạo các con kiến chạy xung quanh vùng mặt Sau đó các bạn chỉ việc chọn tới cái tính năng là gì đây Nhặt mút AI thì tự động nó sẽ xử lý cho các bạn toàn bộ các cái khuyết điểm này mà các bạn sẽ đấy còn thấy chưa nó làm rất đẹp và rất thật các bạn nhớ đó là tính năng minh họa của AI thì làm mụn xong thì các bạn hoàn toàn có thể làm thêm bước nữa là làm mịn da này đó đây các bạn thấy hiệu quả cao chưa rồi mình làm lại nhé đây mình sẽ minh họa cho các bạn kết quả trước và sau này rồi để xử lý cái gì các bạn nhớ nhé để xử lý cái gì thì các bạn sẽ tạo vùng gọn xung quanh cái đối tượng mà các bạn muốn xử lý sau đó các bạn gì đấy chọn nhặt mụn này các bạn không phải làm gì nhé tự động AI sẽ làm cho các bạn chọn mịn da này đó can cho d bỏ vùng chọn này thì các bạn sẽ so sánh kết quả này đây là ảnh gốc này đây là ảnh sau khi các bạn làm đẹp bằng AI này ảnh gốc ảnh AI ảnh gốc ảnh AI đó thì các bạn thấy chỉ mất 5 giây thôi là các bạn sẽ có được một cái bức ảnh nó hoàn hảo như vậy bằng cách sử dụng các cái bộ công cụ ở bên ngoài và sử dụng các cái tính năng là AI nhé Thế thì cái này thì nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết làm sao để các bạn có thể cài được cái bộ công cụ này cho Photoshop đó còn các tính năng mặc định của Photoshop thì nó chỉ giúp cho các bạn xử lý được các cái khuyết điểm nó khá đơn giản như vậy thôi đây các bạn tích ở đây nó sẽ mất này đấy cũng khá là nhanh và chính xác nhưng mà với trường hợp bị nặng thì chúng ta sẽ không sử dụng công cụ gì đấy spot healing này được đó thì đó là tính năng gì đấy đó là tính năng thứ hai xóa mụn nhá thứ ba là tính năng chỉnh màu đi rồi chỉnh màu thì các bạn làm như thế nào trong photoshop ở đây nhá ví dụ này các bạn có một cái bức ảnh cưới thì các bạn thấy ảnh này màu nó hơi bị tối và cái thứ hai là gì nhỉ cái thứ hai là nó sẽ không đúng cái tông màu của ảnh cưới thì thông thường các bạn chỉnh các bạn làm thế nào thì các bạn cũng sẽ vào trong cái camera raw đúng không? Bằng cách các bạn vào filter này, các bạn chọn tới cái camera raw filter. Đó. Trong này nhá thì tùy từng phiên bản nó sẽ hiển thị các cái giao diện khác nhau. Tuy nhiên là các bạn chỉ cần nhìn tên thôi. Nó sẽ có thông số mà các bạn thường xuyên sử dụng, đó là exposure. Cái đầu tiên này, thông số này thì giúp các bạn có thể tăng giảm được độ sáng của bức ảnh bằng cách các bạn kéo này về lên. Đó thì ảnh của các bạn nó sẽ sáng lên còn kéo này vào đây thì ảnh của các bạn nó sẽ tối đi đó tuy nhiên là gì đấy tuy nhiên là cụ này thì các bạn sẽ cần phải am hiểu về màu cái thứ hai là các bạn sẽ cần phải chỉnh nó khá là lâu đó bấm ok này mình bấm ok này đó thì ảnh của các bạn sẽ sáng lên nhá nhưng mà nó sẽ chưa được đạt đạt được ấy cái độ tông màu của ảnh cưới thì mình cũng sẽ có một cách cho các bạn làm dễ hơn đây mình mở lại này đó là chúng ta cũng sẽ sử dụng tới các tính năng bên ngoài đây. Mình mở khóa này, mình nhân đôi này, mình sẽ sử dụng tới tính năng chỉnh màu ở đây. Thì trong này nó sẽ có một cái đó là gì nhỉ? Đó là màu tự động. Thì các bạn chỉ việc gì đấy Chỉ việc chọn tới cái tính năng màu tự động là nó sẽ xử lý cho các bạn toàn bộ các cái vấn đề đó. Đó. Thì các bạn thấy nhá, đây sẽ là gốc của các bạn này. Và đây sẽ là cái ảnh sau khi các bạn áp dụng cái màu tự động 01. Bấm ok. Thì các bạn cũng chỉ mất 5 giây thôi là các bạn sẽ chỉnh được màu cho ảnh rất là đẹp nhá. Đúng tông màu của gì đây? Của ảnh cưới luôn. Mình sẽ minh họa lại cho các bạn với ảnh khác này. Đây. Đó, thì mình cũng tiến hành chỉnh màu cho cái này nhá. Đấy, các bạn thấy chưa nhỉ? Rất là nhanh nhá bấm ok này đó thì các bạn sẽ có được một cái ảnh nó tông màu như vậy đó thì đó sẽ là các cái kỹ thuật để cho các bạn phân biệt được là gì đấy ngoài các công cụ của photoshop ra đây này toàn bộ thanh này nhé thanh tool thì người ta gọi là công cụ mặc định của photoshop nhưng ngoài ra ở thời điểm năm gì đấy 2024 này chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm các cái công cụ bên ngoài có tính năng ai để chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian trong cái vấn đề mà chúng ta cần phải xử lý nhá thì uh, trong ngày sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết làm sao để các bạn có thể chỉnh màu cũng như là gì đấy, có các cái tài nguyên để các bạn tiết kiệm được thời gian cũng như là công việc của các bạn trong cái việc các bạn áp dụng Photoshop bài này các bạn sẽ biết cho mình được ba tính năng là gì nhỉ xóa và thẻ thừa này các bạn gì đấy biết cách xóa mụn này và các bạn biết cách chỉnh màu bằng cái công cụ mặc định có tên là camera raw của Photoshop nhá như vậy là các bạn đã trải qua 15 bài học đầu tiên về cái phần mềm Photoshop. Bây giờ các bạn đã có thể làm chủ về cái giao diện khởi động này, giao diện làm việc này. Các bạn đã biết về khái niệm vùng chọn, các bạn đã biết về các cái bảng layer. Thế thì tiếp theo trong bài 16 này mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một chút về cái kinh nghiệm của mình trong việc các bạn học Photoshop nhé. Thì làm sao để các bạn có thể sử dụng Photoshop nhanh nhất có thể thì các bạn sẽ cần phải những cái gì thì thứ nhất này các bạn sẽ cần phải có một cái bộ video hướng dẫn sử dụng chi tiết các cái công cụ ở trong photoshop Thế thì như các bạn đã thấy đấy từ bài 1 cho tới bài 15 đến giờ này thì mình đã giới thiệu với các bạn rất là kỹ từng cái phần 1 ở trong photoshop để các bạn gì đấy nắm chắc được những kiến thức cơ bản nhất và quan trọng nhất để các bạn làm Tuy nhiên là nó sẽ còn rất nhiều các kiến thức liên quan tới các cái công cụ khác mà mình không thể nói trong một video này được hiện tại thì thời lượng của video này đã vào khoảng hơn 2 tiếng rồi. Thế thì tiếp theo các bạn sẽ cần phải cái gì này? Các bạn sẽ cần phải có các cái file thực hành để các bạn thực hành các công cụ, ví dụ như là các cái file liên quan tới mụn này, các cái file liên quan tới xóa vật thể này thì các bạn sẽ cần phải có các cái file đó để các bạn làm. Tiếp theo là các bạn sẽ cần cái gì? Các bạn sẽ cần tới các cái mã màu này, các cái phông chữ và các cái kho tài nguyên. Thì ba cái này nó là cái gì? Thì đây. Ờ uh. Đây này nó chính là cái mà hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn đấy Thì các bạn sẽ cần phải có các cái giải màu đẹp Để các bạn chọn màu cho nó chuẩn nhá Chứ chúng ta sẽ không chọn theo cái cách thủ công Mà các bạn vẫn chọn theo kiểu như vậy Thì không bao giờ các bạn có thể chọn được tới các cái màu đẹp này Mà chúng ta sẽ phải dùng tới các cái mã màu cụ thể Tiếp theo là các bạn sẽ phải cần có những cái gì nữa Phông chữ đúng không Khi các bạn gọi tiếng Việt Thì các bạn sẽ cần phải có các cái phông chữ thiết kế bởi vì các bạn biết là mỗi một chủ đề này Nó sẽ có các cái phông chữ khác nhau để các bạn làm Đó Chủ đề đám cưới này Chủ đề về các cái quảng cáo liên quan tới sản phẩm điện máy đúng không Các bạn thường xuyên gặp phải cái phông chữ này Ở trên các trang web của thế di động Hoặc là điện máy xanh đấy Đây Chủ đề liên quan tới các cái phần làm đẹp Mỹ phẩm spa Đó Rất nhiều các cái gì đây phông chữ nhá Đây là phông chữ của Shopee này đó các phông chữ liên quan tới chủ đề ngày Tết này, phông chữ liên quan tới các cái kiểu đồ ăn đúng không, thực đơn, menu, phông chữ liên quan tới các cái kiểu viết tay. đó tiếp theo là các cái kho tài nguyên, kho tài nguyên là cái gì? nó sẽ là các cái ảnh đã được tách nền sẵn, ảnh chất lượng cao nhé, tách nền sẵn để các bạn có thể chèn vào trong cái file thiết kế của các bạn. nó có khá là nhiều chủ đề để cho các bạn làm phần này. ví dụ chủ đề Tết thì nó sẽ có các cái file liên quan tới bánh trưng này, các cái cành đào, cành mai, ông công táo đúng không? Đây đều là các file gì đây? File PNG nhá. File PNG là ảnh rỗng nền rồi. Các bạn chỉ việc gì đây? Các bạn chỉ việc chèn vào trong cái Photoshop của các bạn thôi. Đây ví dụ này. Mình sẽ vào file, mình chọn open nhá. Để cho các bạn hiểu về cái này. Đó. Các ảnh này thì là các ảnh gì đã được tách nền sẵn rồi nhá. Khi các bạn chèn vào trong file thiết kế của bạn thì các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Chứ các bạn sẽ không cần phải làm thao tác gì khác cả. Đó. Mình cho nhỏ xuống này. Đó thì các bạn sẽ có được một cái file như vậy. Các ảnh này các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Thì đây gọi là gì đây gọi là kho tài nguyên thiết kế, khá là nhiều các cái chủ đề để cho các bạn làm ví dụ liên quan tới mấy con giáp này nó sẽ có khá là nhiều con ở đây đó nói chung rất nhiều nhá rất là rất rất là nhiều cái chủ đề cho các bạn làm nó gọi là kho dữ liệu ảnh thiết kế vậy thì bây giờ làm sao để các bạn có thể tải được kho này cũng như là các bạn có thể xem tiếp được các cái bài giảng về Photoshop từ bài số 17 trở đi thì các bạn có thể tham khảo tới cái khóa học Photoshop bên mình nhá. Tham khảo thì các bạn sẽ truy cập vào website là gì đây? Vũ Xuân Cường.com đây. Các bạn vào website là Vũ Xuân Cường.com này. Sau đó các bạn bấm vào phần đăng ký học online. Trong này thì mình có để cho các bạn bốn cái bước để các bạn có thể tham khảo gì đây vào cái khóa học của bên mình. Các khóa học thì mình để bên dưới này. Đó, nó sẽ có khóa Photoshop này cho người biết gì chính là cái khóa mình đang muốn giới thiệu với các bạn nhé khi học khóa này thì các bạn sẽ cung cấp các cái gì đây cung cấp được các cái bài giảng này cung cấp các cái file thực hành này và cung cấp được các cái mã màu Phong chữ kho tài nguyên để các bạn làm thì uh, ngoài photoshop ra nhé nó sẽ có thêm các khoa học khác liên quan tới gì nhỉ liên quan tới phần chỉnh sửa video cũng như các cái khóa về tiêu học văn phòng đó thì mình luôn để cho các bạn một cái khóa là khóa chọn bộ này để cho các bạn có thể học được toàn bộ các cái khóa ở bên mình Thế thì cách học sẽ như thế nào Là mình sẽ gửi cho các bạn video để các bạn xem Tương tự như các bạn gì đấy Xem từ bài 1 tới bài 15 Tuy nhiên là từ bài 1 tới bài 15 ấy, Thì mình đã đăng miễn phí ở trên Youtube rồi Còn từ bài 17 trở đi Thì bắt buộc các bạn phải tham gia học Thì các bạn mới có thể xem được nhá. Bắt buộc các bạn phải tham gia học Thì các bạn mới có thể xem được từ bài 17 trở đi Cũng như là các bạn mới có được cái link Để các bạn tải các cái kho dữ liệu ảnh như vậy Học thì các bạn sẽ học khi rảnh và khi nào cần hỗ trợ thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua gì đấy qua zalo hoặc qua facebook nhá hàng ngày thì mình vẫn đang gì đấy hỗ trợ rất nhiều các, các bạn học viên thông qua gì nhỉ thông qua cái zalo và thông qua thông qua facebook đó thì các bạn gì đấy có thể chat với mình để mình gì đấy mình tư vấn cho các bạn nhá đây các bạn có thể chat với mình qua zalo hoặc facebook đó thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn về các cái khóa học hoặc các bạn gì đấy sẽ đăng ký theo bốn bước này để các bạn có thể học ngay nhá đăng ký xong là các bạn sẽ học luôn các bạn không cần phải chờ đợi gì cả đó thì đó là những cái chia sẻ của mình liên quan tới khoa học photoshop cũng như là cái khoa học sổ bộ bên mình nhé bạn nào mà có ý định học từ hai khóa trở lên thì các bạn nên học khóa chọn bộ này cho nó đầy đủ và cho nó tiết kiệm nhé